Hồi 206, đọc bản Tâu Long Nhan hớn hở. Vua Khang Hy vừa lắc đầu vừa cười đáp việc hành quân xuất trận không phải trò đùa. Người cứ ở trong công bầu bạn với ta là được. Và lại chuyến này ta phái đi toàn là quân tướng Mãn Châu. E rằng bọn chúng không tâm phục để ngươi điều động. Vì tiểu bảo đáp lại bằng một tiếng, giả, dạ, gã nghĩ bổng ngô tam quế dùng người Hán trong thiên hạ để đánh quân thắt đát. Ta chỉ là người mãn châu giả hiểu, dĩ nhiên hoàng thượng không đủ tin cậy nhà vua đoán ra ý nghĩ của gã, liền an ủi, người đối với ta hết dạ trung trinh, chẳng phải ta không tin ngươi. Tiểu Quế Tử, binh mã của Ngô Tam Quế rất lợi hại, cuộc bình định chẳng thể làm xong trong năm ba năm, có khi bảy tám năm cũng chưa kết liễu. Mấy năm đầu nhất định chúng ta thất bại, có điều cuộc đại chiến này chỉ cam khổ lúc ban đầu, trước bại mà sau thắng. Người muốn bại trận hay thắng trận? Vì tiểu bảo đáp dĩ nhiên nô tài chỉ muốn giành phần thắng. Nếu phải bỏ khôi cởi giáp, tìm đường trốn lùi hay chạy có cờ thì còn thú gì? Nhà vua cười nói, ngươi đã một giả trung trinh với ta thì ta không thể để ngươi thất bại. Mấy năm đầu tổn tướng hao binh để người khác hứng lấy. Chờ cho mô địch tinh thần mệt mỏi, binh lực kiệt quệ, đại cuộc sắp thành, ta sẽ phái ngươi đi đánh Vân Nam, có thể vươn tay ra là tóm được cổ lão tiểu tử đem về. Ngươi có biết ta thảo chiến mô tặc đã hứa hẹn những gì không? vì tiểu bảo cả mừng đáp ơn đức của hoàng thượng thật cao dày như trời đất. Vua Khanh Hy cười nói, ta bố cáo với thiên hạ kẻ nào bắt được ngô tam quế thì hắn đang ở quan tước nào sẽ phong cho người ấy thay vào quan tước đó. Nhà vua ngắm nghĩa vì tiểu bảo nói tiếp, tiểu quế tử, để ta coi tướng ngươi xem sao, còn mẹ nó, tướng ngươi chẳng đáng mặt bình Tây Vương chút nào. Ha ha, vua Khanh Hy mẹo đầu mẹo cổ ngắm nghĩa gã hồi lâu rồi lại cười nói tiếp, hiện giờ ngươi giống thân hình con khỉ lại mặt rơi tay chuột không đáng nửa đồng tiền hãy chờ sáu bảy năm nửa ngươi ngoài hai chục tuổi hoặc giả khi đó mới phát tướng vương ra ha ha vì tiểu bảo cười nói bình tây thân vương hay quan lớn gì gì đó nô tải e rằng mình không đung phước phận hưởng thụ nhưng nếu được hoàng thượng sai phái là một viên đại tướng quân thống lãnh đại binh kéo tới vân nam bắt ngô tam quế thì oai phong bát diện lẫm liệt tư phương nô tài này tay cầm thanh đại đao lớn tiếng quát bớ ngô tam quế xưng danh đi rồi mà chịu trói chỉ bấy nhiêu thôi là nô tài lấy làm thỏa mãn lắm rồi nô tài cầu trời khẩn phật cho hắn đừng chết sớm quá để nô tài ra tay bắt hắn lôi cổ về đây quỳ xuống trước mặt hoàng thượng mà đập đầu binh binh vua khang nghi cười nói hay lắm hay lắm rồi ngài nhiệm nghị nói tiếp tiểu quế tử mấy năm đầu chúng ta đánh trận gian khổ vô cùng thua trận rồi cũng không làm gì nhưng thất bại mà không rối loạn mới đáng tài đại tướng. Phải người có tài đại tướng mới chịu đựng được thất bại mà không hoang mang thối chí. Người về phúc tướng thì có thừa nhưng dũng tướng thì lại chưa đủ, mà làm đại tướng càng xa hơn nữa. Hỡi ơi, đáng tiếc trong triều đình không một người nào làm đại tướng được. Vì tiểu bảo đáp chính hoàng thượng là đại tướng rồi, hoàng thượng đã nhận định mấy năm đầu chúng ta nhất quyết phải chịu thất trận hoàng thượng tính cả đến nước bại trận mà không rối loạn gã dừng lại một chút rồi nói tiếp tỉ như trong bàn bài cầu hoàng thượng làm nhà cái ban đầu phái giam tiền cho hết mọi cửa đến bảy tám lần mà vẫn thản nhiên như không tiền nhiều như nước hoàng thượng trầm tĩnh coi sự thua bạc lúc đầu tựa hồ như cho kẻ khác mượn tiền trong chốc lát về sau bên ta thành bài đôi nhân bài thành đôi địa bài thành đôi thiên bài thành đôi ngoài ra còn cặp chí tôn bảo bàn nào cũng thắng vơ hết tiền cắt cửa. Lão tiểu tử ngô tam quế bị đánh ngã ngựa ngửa mặt lên trời, khác nào kẻ thua hế sạch sành xanh, thua cháy túi, thua cạn lắng chỉ còn hai bàn tay trắng. Bàn nào hắn đặt bài xuống cũng toàn, mười tịt, nhà vua cười khanh khách nghĩ bụng trong triều đình không có đại tướng, chính ta mới là đại tướng. Gã nói câu này quả đã không lầm, ngoài ta ra không còn một tướng soái hay đại thần nào xứng đáng với tám chữ, được mà không kiêu mà không loạn. Nhà vua cầm lấy bản tâu của vi tiểu bảo đặt ngay lên ngự án, phán hỏi, người nói có kẻ muốn hành thích ta và mong ta ra tâm đề phòng, phải không? Vi tiểu bảo tông, đúng thế, gặp lúc khẩn cấp, nô tài lại bị người ta giò ngó chẳng thể kêu gia sư viết tấu chương, đành tự họa bức đồ hình này. Hoàng thượng quả là bực thánh minh, vừa ngó thấy đã hiểu liền. Tên thích khách kia dương cặp mắt thao lái ra nhìn mà chẳng hiểu đó là trò chơi gì. Đức vạn tuế hồng phúc tay trời, những quân phản bản nghịch tặc có phí bao nhiêu tâm cơ cũng uổng mà thôi. Nhà vua là hỏi, tên nghịch tặc đó là hạng người nào? Vì tiểu bảo đác hắn là người của ngô tam quế phái đến kinh thành. Vua Khanh Hy gật đầu nói, từ ngày ngô nghịch tặc giấy binh tạo phản, ta đã tăng gia bọn thị vệ lên gấp ba lần. Đêm qua thu tấu trương của ngươi lại thêm một đội túc vệ canh gác nội cung vì tiểu bảo tông chuyến này ngô nghịch phái đến kinh thành một bọn thích khách bản lãnh cực kỳ lợi hại tuy thánh thiên tử đã có bách thần hộ vệ nhưng bọn nô tài cũng phải hết lòng thận trọng đờ hoàng thượng khỏi bị kinh đồng. gã chợt nhớ ra điều gì nói tiếp tâu hoàng thượng nô tài có một vật bảo bối hộ thân hễ mặc trong người là đau thương chém không vào nô tài xin cởi ra để hoàng thượng mặc vào trong mình cho chắc gã vừa nói vừa cởi khuy áo bào Vua Khanh Nghi mỉm cười hỏi, phải chăng cái đó ngươi lấy được ở nhà ngao bái? Vì tiểu bảo giật mình kinh hãi, tuy gã mặt dày nhưng bị lật tẩy đột ngột cũng không khỏi thẹn đỏ mặt lên. Gã quỳ xuống dập đầu tâu, nô tài tội đáng muôn thác, đức hoàng thượng quả là thiên nhân chẳng việc gì che mắt được. Nhà vua cười phán, đứng dậy đi, đứng dậy đi, ngày trước nhiếp chính vương, cử vương ra được hai tấm. Một tấm dâng cho phụ hoàng, một tấm ban cho Ngao Bái vì hắn xung phong hãm trận, lập nhiều công lớn. Tấm áo của phụ hoàng, ngài ban lại cho Tạ Hôm vài nhà ngao bái lục soát, trong bản thanh đơn không thấy kê tấm áo này. Vì tiểu bảo chỉ có nước cười hề hề để chữa thẹn. Vua Khanh Nghi cười nói, bữa nay ngươi định cởi ra cho ta mặc, đủ rõ ngươi một lòng trung ái với ta. Nhà vua nói rồi vén lộ long bào lên để lộ tấm áo lót màu đen mặc ở bên trong tấm áo hộ thân này cũng giống hệt tấm áo của vi tiểu bảo. Nhà vua mỉm cười nói tiếp tấm áo ngươi mặc đó từ nay kể như là ta ban trọ đồng thời ta khoan miễn luôn cả tội ăn cắp. Vi tiểu bảo lại quỳ xuống tạ ơn, sau lưng toát mồ hôi lạnh ngắt, gã nghĩ thầm ta còn ăn cắp mấy pho tứ thập nhị trương kinh, cầu trời cho hoàng thượng không biết tới. Vua Khanh Hy lại gian dày tiểu quế tử, tất giả trung thành của ngươi ta đã biết rồi, nhưng làm việc phải theo phép tắc mới được. Này người mặc tấm bảo y mà ngày sau nếu gặp trường hợp có người đến khám nhà, để kẻ khác giấu đi rồi chiếm lấy là bất diệu đó. Vì tiểu bảo nói, dạ dạ, nô tài không dám, chán gã toát mồ hôi nhỏ giọt, gã lại dập đầu mấy cái rồi mới đứng lên. Vua Khanh Hy lại nói, công việc ở Dương Châu, sau sẽ trình bày, nhà vua ngáp dài, suốt đêm không ngủ, xem chừng có ý mỏi mệt. Vì tiểu bảo liền tông, dạ, nhờ hồng phúc của Thái Hậu và Hoàng Thượng nô tài đã bắt được mờ u điếm già phạm tội đại ác và đưa về cung để hoàng thượng phát lạc nhà vua cả mừng phán bảo mau đưa vào đây mau đưa vào đây vì tiểu bảo ra ngoài kêu bốn tên thị vệ đem mau đông châu vào trong biển để mụ quỳ xuống trước mặt nhà vua vua khanh ghi tiến lại quát ngừng đầu lên mau đông châu ngần ngừ một chút rồi ngừng đầu nhìn nhà vua mỉm cười vua khanh ghi thấy mụ sắc mật lợt lạt đột nhiên nổi lòng lân tuất ngài tự nhủ mụ này ra hại mẫu thân ta lại làm cho phụ hoàng thương tâm yếm thế bỏ nhà đi tu khiến ta thành người không cha không mẹ mụ còn giam cầm thái hậu mấy năm hành hạ cực khổ những kẻ đại ác trên đời cũng đến như mụ là cùng nhưng rồi ngài lại nghĩ tiếp có điều ta mất mẹ từ thuở nhỏ được mụ nuôi dưỡng cho đến khi khôn lớn trong những năm này mụ đối với ta ân từ chẳng khác gì mẹ ruột thương con ơ ờ, trốn thâm cung, e rằng người đối xử với ta hết lòng cũng chỉ có mụ này. Ngoài ra còn tên tiểu quế tử rào hoạt cũng làm cho ta vui dạ và gã cũng hết đạo trung thành. Trong thâm tâm, ngài còn ngấm ngầm nhận ra nếu mụ không ra hại đồng ngạc phi và con đồng ngắc phi là vinh thân vương, phu hoàng ta cực kỳ sủng ái đồng ngạc phi, nhất định sẽ chuyển môi báu cho vinh thân vương. Chẳng những ta không được làm hoàng đế mà còn mất mạng không biết chừng. Những vụ này sự thực có thể nói mụ là người đầu công ơn với ta. Mấy năm trước vua Khanh Hy còn nhỏ tuổi, chỉ nghĩ đến việc cửu hận lớn nhất trên thế gian không gì bằng làm cho mình mất cha mất mẹ. Nhưng mấy năm gần đây ngài thân hành chấp chính, lại hiểu rõ nếu bị đoạt mất ngôi báu là vạn sự dai hưu. Trong nội tâm nhà vua lúc này cảm thấy địa vị hoàng đế so với lòng tự ái của song thân còn quan trọng hơn. Dĩ nhiên ý niệm này chỉ ở trong đầu óc, chứ không thể nói ra ngoài miệng. CS 1 phần 2 nanogram những thế. Ý niệm này mới nảy ra trong lòng cũng là tội nghiệp thâm trọng lắm rồi. Mào đồng châu thấy nét mặt nhà vua biến ảo bất thường, mụ thở dài thùng thẳng lên tiếng dù ngô tam quế tạo phản, hoàng thượng cũng bất tất lo ây nóng này thái quá, cần bảo trọng thân thể cho được khỏe mạnh. Hoàng thượng cũng đừng nghĩ nhiều làm hao tổn tinh thần, mỗi buổi sáng sớm hoàng thượng vẫn dùng phục linh yến xào thang thì nên tiếp tục dùng luôn, chớ có sao lãng vua khang hy đang ngơ ngẩn xuất thần nghe mụ nói vậy buột miệng đáp phải rồi hàng ngày ta vẫn uống xâm thang mao đông châu nói nô tỳ phạm tội nặng quá rồi hoàng thượng thân hành hạ tù giết quách đi nhà vua trong lòng bịn dịn uể oải lắc đầu nhìn vi tiểu bảo nói người đưa mụ xuống cung từ ninh triều kiến thái hậu và tâu là ta xin thái hậu phát lạc cho vi tiểu bảo dạ một tiếng quỳ chân phải xuống nói tâu nhà vua xoay tay gạt đi, người đi đi thôi, khỏi tâu gì nữa, vì tiểu bảo lấy hai đạo tấu trương ở trong bọc ra, một của cát nhĩ đan, một của tang kết. Gã tiến lên hai bước đệ trình nhà vua, miệng nói, công nghỉ thánh thượng, hai đội binh mã ở Tây Tạng và Mông Cổ đều đã trở giáo đánh lại ngô tam quế, nguyên hết sức phục vụ hoàng thượng. Mấy bữa nay vua Khanh Hy suốt ngày điều binh khiển tướng, trong lòng vẫn lo âu hai lộ binh mã Mông Cổ và Tây Tạng hưởng ứng Ngô Tam Quế. Bây giờ ngoài nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cất tiếng phán hỏi, có chuyên đó ư, ngài mở tấu trương coi, lòng tâm mừng rỡ vẫy tay cho bọn thị vệ áp giải Mao Đông Châu ra ngoài. Ngài hỏi Vi Tiểu Bảo, người làm thế nào mà lập hai đại công này, còn mẹ nó, phúc tướng của người quả nhiện lớn thiệt. Thời bấy giờ Tây Tạng và Mông Cổ là hai nơi binh lực cường mạnh vua khanh hy đã biết tang kết cùng cát nhĩ đang ngấm ngầm câu kết với ngô tam quế nên ngài phái trọng binh chấn giữ đề phòng ngừa nhà vua coi hai đạo tấu trương ngôn từ kính thuận tha thiết hai lộ đại địch này trong nháy mắt đã biến đổi thành thế trái ngược chẳng những chiếu đình khỏi lo đề phòng mà còn trở nên hai lực lượng đánh lại ngô tam quế trách nào ngài chẳng hớn hở vui mừng có điều sự việc biến diễn quá đột ngột thái quá nên trong lúc nhất thời nhà vua chưa tin là sự thực vì tiểu bảo biết rõ mỗi khi tiểu hoàng đế phát ngôn câu, con mẹ nó, là trong lòng ngài rất đỡi hoan hỉ, liền cười hì hì nói nhờ hồng phúc của hoàng thượng, nô tài đã kết nghĩa chi lan với họ. tang kết đại lạt ma là đại ca, cát nhĩ đan vương tử làm nhị ca, nô tài làm tam đệ. Nhà vua cười nói, ngươi quả là thần thông quảng đại, bọn họ giúp đánh ngô tam quế, ngươi đã hứa hẹn điều gì có lợi cho họ chưa? vì tiểu bảo cười đáp hoàng thượng là bậc thánh minh đã biết họ bái kết đó là chuyện giả dối chứ không phải chân tình bọn họ cố ý trông chờ hoàng thượng ban thường tang kết muốn làm hoạt phật ở tây tạng đã có đạt lai hoạt phật ban thiền hoạt phật y thỉnh cầu hoàng thượng ban ơn gia phong cho y làm tang kết hoạt phật còn cát nhĩ đan muốn làm cả một cái gì gì đó mà nô tài không hiểu rõ vua khanh hy cười ha hả nói cả một cái ư ừ, phải rồi y muốn làm chuẩn cát nhĩ hàn. Cả hai việc này đều rất dễ dàng, triều đình lại chẳng mất mát gì. Ta sẽ sai viết một đạo sắc đong ấn ngự bảo phái ngươi làm khâm sai đại thần tới nơi tuyên độc là xong. Ngươi đến bảo đại ca, nhị ca của ngươi, chỉ cần họ thành thực vì ta ra sức thì lời thỉnh cầu của họ ta sẽ ưng trọ nhưng không được là con dao hai lưỡi. Miệng nói một đằng, hành động một nẻo, chờ dịp thuận gió sương buồn thấy bên nào chiếm được thượng phong là về hùa với bên ấy. Vì tiểu bảo tông, hoàng thượng dạy phải lắm, hai vị nghĩa huynh của nô tài, nhân phẩm chẳng có gì cao minh, hoàng thượng không thể hoàn toàn tin họ, vẫn phải đề phòng bất chắc. Hoàng thượng đã nói cuộc đại chiến này, chúng ta thất bại mấy năm đầu, lại càng cần phòng họ cháo trở, chẳng những không giúp nhà cái mà còn nhân lúc nhà cây vận suối, đặt hết xuống cửa thiên môn. Vua Khang Hy gật đầu đáp, người nói thế là phải, ta vẫn không sợ chúng, chúng có giỏi thì cứ đánh cửa thiên môn, cửa thanh long hay bạch hồ, ta cũng ăn hết. vì tiểu bảo cười ha ha, trong lòng rất khâm phục nhà vua, vì hoàng thượng cũng hiểu đánh bài cờ. mấy chục năm sau, quả nhiên tang kết và cát nhĩ đan cũng dấy binh nổi loạn. thanh đình điều động binh mã đi bình định, nhưng đây là việc về sau, không cần nhắc đến. vì tiểu bảo áp giải mao đông châu xuống cung từ ninh ra mắt thái hậu, thái giám truyền chỉ ra sai vì tiểu bảo giải khâm phạm vào vì tiểu bảo tự nhủ trước kia ta là thái giám dĩ nhiên có thể ra vào tầm cung của thái hậu nhưng hiện giờ ta là một vị đại thần sao thái hậu lại kêu ta vào tầm điện đây chắc là thái hậu nghe tin bắt được mụ điếm lão nhân gia mừng quá quên quấy đi mất ta không phải thái giám gã liền cùng bốn tên thái giám áp giải mao đông châu tiến vào trong tầm điện cùng một màu tối om vẫn chẳng khác ngày nào còn giả thái hậu cư trú thái hậu ngồi ở cạnh giường chướng đờ rủ thấp, vì tiểu bảo quỳ xuống đập đầu kính cần dâng lời thỉnh an. Thái hậu đưa mắt nhìn Mao Đông Châu rồi gật đầu bảo gã, người đã bắt được khâm phạm về đây. Hay lắm, người hãy lui ra, vì tiểu bảo dập đầu cáo từ trở ra, để Mao Đông Châu lại trong tầm điện. Gã rời khỏi cung từ Ninh, trong lòng rất lấy làm bất mãn, mắng thầm, ta bắt được mụ điếm giả lập công lớn, mà dường như Thái hậu chẳng lấy làm hoan hỉ, thậm chí không khen ngợi nửa lời. Còn bà nó, ai ở cung từ Ninh đều là quân chó đẻ. Giả Thái Hậu cũng vậy, chân Thái Hậu cũng thế, toàn là hạng điếm giả. Vì tiểu bảo trong lòng tức tối, xuyên qua vườn hoa trước cung từ Ninh, đi trên đường trải đá lại bên tòa núi giả. Đột nhiên bóng người thấp thoáng, ba nhân vật từ phía sau hòn núi đi ra. Một người trong bọn họ vươn tay nắm lấy tay mặt gã cười hỏi, người mạnh giỏi chứ, vì tiểu bảo giật mình kinh hãi nhìn ra thấy là một lão thái giám gã toàn quát hỏi nhưng ngó kỹ lại thì lão thay giám này chính là quy nhị nương vì tiểu bảo chẳng còn hồn vía nào nữa gã lại ngó hai người bên cạnh thì hiển nhiên là quy tân thụ và quy trung hai cha con lão đều vẫn sắc phục của lính túc vệ trong nội ban chống ngực đánh hôn chống làng gã la thầm té ra ba con ác quỷ này ẩn cư ở đây tay gã vừa bị quy nhị nương nắm lấy nửa người gã liền tê trồn gã biết mình chỉ la một tiếng là quy tân thụ khẽ phóng trường cũng đủ cho cái đầu gã bể ra từng mảnh như đầu con sư tử đá trước phủ bá tước. Vì tiểu bảo nhớ tới đầu mình không cứng rắn bằng đầu con thạch sư liền gượng cười đáp, lão nhân gia vẫn bình yên. Vì tiểu bảo đang ngấm ngầm tìm kế thoát than thì quy nhị nương khẽ nói, người bảo bọn chúng đứng yên đừng có nhúc nhích, ta có chuyện muốn nói. Dĩ nhiên gã không dám phản đối, quay lại ra lệnh cho mấy tên thị vệ ở phía sau, các người hãy đứng đây chờ ta. Quỳ nhị nương dắt tay vi tiểu bảo tiến về phía trước mấy chục bước rồi khẽ bảo gã, người dẫn bọn ta đi kiếm hoàng đế. Vi tiểu bảo hỏi, ba vị đã tới đây từ hôm nào mà sao không kiếm thấy hoàng đế? Quỳ nhị nương đáp, ta đã hỏi mấy tên thái giám cùng thị vệ thì chúng nói là hoàng đế đang hội họp các đại thần, suốt đêm không ngủ, nên chẳng có cách nào tới gần để hạ thủ được. Vì tiểu bảo nói, vừa rồi tại hạ cũng muốn đến ra mắt hoàng đế để lựa lời dò hỏi xem tình trạng của ba vị ra sao nhưng hoàng đế ngủ rồi nên chưa được gặp. Ba vị đã hóa trang thế này là hay lắm, chúng ta cứ thủng thẳng ra khỏi hoàng cung là được. Quỳ nhị nương hỏi, chưa làm xong việc sao lại bỏ đi, vì tiểu bảo đáp, ban ngày không thể hành động được, nếu ba vị cao hứng thì đêm nay sẽ trở lại chơi. Quỳ nhị nương nói, vào được đây không phải chuyện dễ dàng. Đại sử chưa thành chúng ta quyết chẳng bỏ đi đâu. Hắn ngủ ở đâu, mau dẫn bọn ta đến. Vì tiểu bảo đáp tại hạ cũng không hay hoàng đế ngủ ở cung nào, để tại hạ kiếm thái giám hỏi coi. Quy nhị nương hỏi người vừa bảo đến ra mắt hoàng đế, sao bây giờ lại nói không biết hắn ngủ ở đâu? Ta cấm người không được nói gì với ai. Hừ, người muốn dở trò trước mặt lão nương nhưng không phải chuyện dễ. Ngụ vừa nói vừa bóp chặt thêm một chút, vì tiểu bảo đau thấu tâm can năm ngón tay cơ hồ bị gãy rời gã không nhịn được rên lên một tiếng giữa lúc ấy quy tân thụ vươn tay ra khẽ sờ đầu gã nói hay lắm vì tiểu bảo biết là không thể chống cự được gã động tâm tự nhủ ta đưa bọn chúng đến công tử ninh rồi la lối om sòm để hoàng đế biết tin mà đề phòng bọn chúng có hạ thủ giết chết thái hậu cũng chẳng liên quan gì đến ta gã tính vậy liền đáp vừa rồi tại hạ đến công tử ninh không chừng hoàng đế vào đó thỉnh an thái hậu bây giờ chúng ta lại tới đó xem sao quy nhị nương đã ngó thấy gã quả thực ở cung từ ninh đi ra không phải chuyện giả dối ngụ liền nói bọn ta ba người đã ra vào hoàng cung là không tính đến bước đường còn sống sót để trở ra nữa hễ ngươi cử động khắc ý một chút là cái mạng nhỏ bé của ngươi cũng đi theo bọn tạ bốn người xuống ra mắt diêm vương dọc đường không đến nỗi tịch mịch huống hi con ta lại thích bầu bạn với ngươi vì tiểu bảo nhăn nhó, cười đáp, y muốn chơi với tại hạ cũng không sao. Chúng ta cứ ở trong ngự hoa viên này tản bộ càng hay đường xuống âm cung chẳng thú gì mà đi. Quỳ nhị nương trợn mắt lên hỏi, người muốn đi bái kiến Diêm Vương hay đến ra mắt Hoàng đế Thát Đát? Bữa này nhất định ngươi phải gặp một trong hai người này. Vì tiểu bảo thở dài đáp, nếu vậy tại hạ đến gặp Hoàng đế. Nhưng tại hạ xin nói trước, khi thấy Hoàng đế, ba vị tự mình động thủ, tại hạ không giúp gì được đâu. Hồi 207, bà thích khách giết lầm gian tặc. Quy nhị nương nói, ai mượn ngươi giúp đỡ. Chỉ cần đưa bọn ta đến gặp hoàng đế rồi lập tức ngươi được buông thả những việc về sau không liên can gì đến ngươi. Vì tiểu bảo đáp hay lắm, vậy xin cứ thế, tại hạ nói trước, khi gặp hoàng đế ba vị động thủ cho thật mau lẻ. Nếu còn đánh nhau với bọn thị vệ là hỏng bét đấy. Đoàn thị vệ trong cung kép đến mỗi lúc một đông ba vị dù giết được mấy trăm tên cũng khó mà đụng đến một sợi lông của hoàng đế. Vậy cần ra tay giết hoàng đế trước khiến cho trong cung náo loạn. Không chừng chúng ta có thể nhân lúc nhốn nháo mà chuồn được là khéo. Quy nhị nương gắt lên, cái đó bọn ta thừa hiểu, người bất tất phải chỉ giáo. Đi lẹ lên, đừng mồm năm miệng mười nữa, vì tiểu bảo dẫn ba người đi về phía công tử ninh. Quy trùng ngó thấy trong vườn hoa lắm công xanh hạc trắng rất lấy làm hứng thú vì tiểu bảo vừa chỉ trỏ vừa giải thích, nói không ngớt miệng. Gã cố ý kéo dài thời gian được khắc nào hay khắc ấy. Quỳ nhị nương tuy nóng ruột, nhưng nghĩ tới con suốt cuộc đời bệnh hoạn đau khổ, lại chẳng còn sống được mấy chốc nữa. Nên trước khi lâm tử mụ để hắn khoan khoái trong lòng, không nỡ dục dã làm cho hắn cụt hứng. Đi được một lúc, bỗng ngó thấy một đoàn người ở phía xa xa từ cung tử ninh đi ra. Đoàn người này khiêng hai cỗ kiểu. Quy nhị nương nói, tránh sang một bên, một tay dắt vi tiểu bảo, một tay dắt quy trung, mụ lặng người ẩn vào sau giàn mẫu đơn. Quy tân thụ lánh sang bên kia giàn hoa, đoàn người mỗi lúc mỗi lúc một đến gần, vi tiểu bảo nhìn rõ người đi đầu là tên thái giám ở phòng kinh sự Phía sau là hai cỗ kiểu, một cỗ của Hoàng Thái Phi, một cỗ của Hoàng Thái Hậu. Hai bên kiểu đều có một tên thái giám phù trì, sau kiểu cũng có thái giám che tàn bằng lụa vàng. Sau cùng là mấy chục thái giám và cung nữ, cùng hơn 10 tên túc vệ nội ban. Thông thường thái hậu đi lại trong hoàng cung vẫn không có thị vệ đi theo. Đây chắc là hoàng đế được tin báo động nên phái đem thị vệ canh giữ cho chắc chắn. Vì tiểu bảo chợt động tâm cơ, nói ngay, kiệu đi trước là của hoàng đế thát đát. Hoàng thái hậu ngồi ở kiệu sau, vợ chồng quy tân thụ thấy đoàn người nghi trượng oai nghiêm lại ở cung Từ Ninh đi ra dĩ nhiên cũng cho là hoàng đế cùng thái hậu bất giác chống ngực đánh thình thình cả hai người đều nhìn con vẻ mặt ôn nhu từ ái quy nhị nương khẽ nói hài nhi trong cỗ kiệu đi trước có hoàng đế ngồi chờ họ tới gần hễ nghe ta quát một tiếng động thủ thì ba người chúng ta động thủ đập cả người lẫn kiệu cho tơi bời hoa lá quy trung cười đáp được rồi vụ này chơi thú đây vì tiểu bảo thấy kiệu tới gần lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi gã tự nhủ họ đánh chết hoàng thái phi thì tiểu hoàng đế chẳng phải quan tâm dù cho chúng đánh chết luôn cả thái hậu cũng không sao thái giám phòng kinh sự miệng không ngớt hô tránh ra tránh ra để dẹp đường quy nhị nương thét lên động thủ ba người đều nhảy sổ lại cử động rất thần tốc như cơn cuồng phong đột ngột lướt tới mấy tiếng binh binh nổi lên rùng rợn ba người sáu tay đều phong trưởng đánh vào cỗ kiệu đi trước Quy Tân Thụ và Quy Nhị Nương còn sợ chưa đánh chết được hoàng đế, lập tức rút trường kiếm ở sau lưng ra đâm lia lịa vào trong kiệu bốn năm nhát. Mỗi lần rút kiếm ra đều thấy máu tươi đầm đìa, như vậy thì người ngồi trong kiệu đó đến mười mạng cũng không thoát chết. Bọn thị vệ theo sau kinh hồn tang đầm quát tháo ẩm ý, rút khí giới ra sông lên cản trở. Quy Nhị Nương hô lớn, thành công rồi, tay trái mụ dắt con chạy tắt về phía bắc quy tân thụ thi triển kiếm pháp của phái hoa sơn chạy trước mở đường. Bọn thị vệ ngăn cản làm sao nổi ba nhân vật khủng khiếp này. Bọn quy tân thụ chạy về phía tây cung thọ khanh theo lối đi trong lúa hoa. Bọn cung nữ cùng thái giám hoảng hốt kêu la rối loạn cả lên. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn mặt chuông trống vang trời, bao nhiêu cửa ngõ trong cung đều đóng chặt và cài then lại. Bọn túc vệ nội bàn cũng như trong đoàn thị vệ trong cung hoàng cung nghiêm ra phòng thủ các mấu chốt giao thông. Tiếp theo ngoài tường vây nội phủ, hộ quân doanh, tiền phong doanh, kiêu kỵ doanh đều kiếm tuốt công dương dày đặc như kiến, phòng thủ nghiêm mật, tưởng thiên binh vạn mã cũng chẳng thể nào đánh vào được. Vì tiểu bảo thấy ba người nhà họ quy giết chết Hoàng Thái Phi đã tưởng là thành công, cướp đường trốn chạy, gã mừng rỡ vô cùng liền ở phía sau giàn hoa chạy ra lớn tiếng quát, hết thầy không được nhốn nháo, phải bảo vệ Hoàng Thái Hậu là điều khẩn yếu, bọn thị vệ đang rối loạn như rắn không đầu đột nhiên thấy vi tiểu bảo xuất hiện chỉ huy, liền bình tĩnh trở lại. Vi tiểu bảo hô lớn, các người hãy vây quanh ngự kiệu của Thái Hậu, hễ thấy thích khách đến xâm phạm, hết thầy phải liều chết ngăn chặn. Bọn thị vệ đồng thanh đáp xin tuân lệnh, vi tiểu bảo đoạt lấy một thanh đao ở trong tay thị vệ, cầm dơ cao lên, lớn tiếng, bữa nay chúng ta phải tận trung báo quốc, liều mình bảo vệ Thái Hậu. Dù hàng ngàn hàng vạn thích khách xông vào chúng ta cũng phải giang giữ cho thánh giá Thái Hậu được an toàn. Quần thị vệ lại đồng thanh đáp xin tuân lệnh, chúng thấy thị vệ tổng quản bá tước đại nhân oai phong lẫm liệt, dốc giả trung trinh, coi chết như không, đều nổi lòng khâm phục, nghĩ thầm tuy gã còn nhỏ tuổi, nhưng phong độ đáng mặt cao nhân đệ nhất. Mười mấy tên thị vệ liền bao quanh ngư kiệu của Thái Hậu. Vì tiểu bảo lại nhìn bọn thái giám quát to, các ngươi làm gì mà nhộn lên thế? sao không vây thành một vòng đai thứ hai nếu thích khách phạm giá là ta chặt những cái đầu rẻ tiền của các ngươi đó bọn thái giám và cung nữ đều nghĩ bụng cái đầu của mình tuy chẳng đáng gì nhưng để người ta chặt mất một cách hồ đồ cũng uổng đời người chúng lại thấy gã cầm đao mua tít nét mặt oai nghiêm không dám trái lệnh đều răm rắp tuân theo vây thành một vòng tròn bên ngoài hàng rào thị vệ mấy tên sợ quá đến té đái vãi phân Vi tiểu bảo hạ cương đao xuống chạy tới trước ngự kiệu của Thái Hậu, miệng hô, nô tài là vi tiểu bảo cứu giá chậm một bước, khiến thanh giá Hoàng Thái Hậu phải một phen kinh động. Nô tài kính cần xin Hoàng Thái Hậu vạn an, bọn thích khách đã bị đánh đuổi đi rồi, bỗng nghe Thái Hậu ở trong kiệu lên tiếng, hay lắm, vi tiểu bảo thỏ tay vén một góc rèm kiệu lên, ngó thấy Thái Hậu sắc mặt lợt lạt, nhưng hớn hở tươi cười. Bà gật đầu lia lịa ca ngợi vi tiểu bảo người hay lắm người hay lắm lại cứu tép hen nữa vì tiểu bảo đáp hoàng thái hậu thánh thể bình yên khiến nô tài mừng rỡ khôn xiết gã từ từ buông rèm xuống quay lại bảo hai tên thị vệ các người chạy mau đi bẩm báo hoàng thượng là thái hậu thánh thể bình an để hoàng thượng khỏi lo âu hai tên thị vệ lĩnh mệnh chạy đi vì tiểu bảo dặn theo các người trình đem kẻ nô tài là vi tiểu bảo cung thỉnh hoàng thượng thánh thể an khang bọn thị vệ liều mình hộ giá đánh đuổi thích khách phải rút lui rồi. Bỗng nhiên Thái Hậu khẽ hô, vì tiểu bảo, vì tiểu bảo đáp, dạ, có nô tài đây, Thái Hậu khẽ hỏi, hai người ở trong kiệu trước chết cả rồi ư, vì tiểu bảo sừng sốt, hai người, Thái Hậu đáp, người thử ngó xem và hãy coi chừng, vì tiểu bảo dạ một tiếng, trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi, sao lại hai người, việc gì mà phải coi chừng, gã chạy lại cỗ kiệu trước mở rèm lên coi bất giác rú lên một tiếng, úi chao rồi buông rèm xuống, lùi lại mấy bước. Hai chân gã nhổn ra suýt nữa ngã lăn xuống đất, nguyên trong kiệu máu thịt bầy nhầy và đúng là hai xác chết. Một là giả thai hậu mao đông châu và một là con người béo chùn béo chụt lại lùn tịt. Đúng là cao tôn giả, hai người ôm nhau mà chết, mao đông châu chết ở trong kiệu chẳng có chi là lạ, vì vi tiểu bảo vừa áp giải mụ đến công từ ninh để trình thái hậu, nhưng còn cao tôn giả ở đâu tới đây? hai người này sao lại ngồi trong kiệu của hoàng thái phi và do hoàng thái hậu bồi tiếp để đưa đi đâu gã định thần lại chạy đến trước kiệu thái hậu khẽ bầm khải bầm thái hậu hai người đó chết cả rồi chết một cách hồ đồ chết không thể sống lại được nữa thái hậu cười hì hì nói hay lắm chúng ta trở về công tử ninh cả cỗ kiệu kia cũng khiêng đi theo và cấm mọi người không được mở rèm dòm ngó vi tiểu bảo giả một tiếng rồi truyền lệnh cho đoàn tùy tùng chính gã phù chi ngự kiệu của Thái Hậu, tới cung từ Ninh, vi tiểu bảo mở rèm kiệu đỡ Thái Hậu bước ra. Thái Hậu lại ngó gã mỉm cười nói, người hay lắm, vì tiểu bảo cũng đáp lại bằng nụ cười. Gã tự nhủ, ta có gì hay đâu? Thái Hậu tuy lớn tuổi rồi nhưng tướng mạo còn xinh đẹp lắm. Thái Hậu vẫy tay vời gã theo vào tầm điện, vì tiểu bảo chống ngực đập thình thình, bất giác mặt gã đỏ bừng, miệng lẩm bẩm trời ơi! vụ này không xong rồi, Thái hậu khen ta hay không ngớt miệng, phải chăng bà muốn Tết hay thế lão hoàng giả giả Thái hậu ngày trước cho sư ca giả làm cung nữ, lại có cao tôn giả chui vào trong chân. Bây giờ mà chân Thái hậu cũng muốn ta giả làm cung nữ thì thật dày già. Dà. Thái hậu ngồi ở mép giường xuất thần hồi lâu rồi nói, việc này thật nguy hiểm vô cùng, ta hoàn toàn trông cậy ở nơi ngươi giúp ta. Vì tiểu bảo đã, nô tài đã chịu ơn cao đức cả của Thái hậu cùng hoàng thượng, thì dù có phải tan xương nát thịt cũng không đủ đền đáp. Thái hậu gật đầu nói, ngươi là kẻ tận trung hoàng thượng tín dụng ngươi là điều hạnh phúc cho chúng ta. Vì tiểu bảo nói, Thái hậu cùng hoàng thượng đã ra ơn cho nô tài, nô tài chỉ biết hết đạo trung trinh, tận lực vì chủ mà thôi. Gã khấn thầm trong bụng, xin Ngọc Hoàng Đại Đế cùng đức quan thế âm Bồ Tát phù trì cho Xui khiến thái hậu đừng bắt tiểu tử làm giả công nữ Thái hậu lại ngó vi tiểu bảo mà cười Nụ cười của bà khiến gã càng hồi hộp Bỗng nghe bà nói Người đem hai tên phản tặc đã bị đâm chết đó Và cỗ kiệu kia đốt cháy thành cho đi Có điều người phải giữ kín Không được tiết lộ nữa lời với ai Vừa rồi bọn thị vệ Công nữ và thái giám ngoài đương trường Bà nói tới đây lộ vẻ trầm ngâm rồi dừng lại vì tiểu bảo tông xin thái hậu yên lòng, nô tài đã có cách khiến chúng khủng khiếp đến trung tiện cũng không dám đánh nữa. Thái hậu trao mày lẩm bẩm thằng này ăn nói thô tục, rồi bà bảo gã, vụ này người làm được ồn thỏa, sẽ có chỗ tử tế đó. Vì tiểu bảo thỉnh an rồi đáp, nô tài xin dụng tâm hành động, nếu để người tiết lộ một chút tin tức gì ra thì thái hậu chặt thù cấp này đi. Thái hậu nói, có thế ta mới yên dạ, người đi đi vì tiểu bảo cả mừng dập đầu lui ra gã vừa ra khỏi công từ ninh đã ngó thấy vua khanh hy ngự giá đi tới bốn mặt nhà vua có đến mấy trăm lính túc vệ phòng thủ nghiêm mật số vệ sĩ hôm nay so với ngày thường nhiều gấp mấy lần vì tiểu bảo đứng tránh sang bên đường nhà vua đã ngó thấy gã rồi liền cất tiếng gọi tiểu quế tử người hãy đứng đây chờ ta vì tiểu bảo vâng lời gã biết nhà vua đến vấn an thái hậu trong lòng không ngớt tự hỏi tại sao cao tôn giả lại ẩn vào cỗ kiệu của thái phỉ vụ này thật là kỳ lạ. Gã đợi chừng nửa giờ thì thấy vua Khanh Hy từ trong cung từ Ninh đi ra. Nhà vua kêu vi tiểu bảo đi theo về điện dưỡng tâm. Ngày đuổi bọn thị vệ cùng thái giám ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lại thấy nhà vua trao mày bước lui rồi lại bước tới trong biển. Hiển nhiên ngài đang suy nghĩ việc gì khó giải quyết. Vì tiểu bảo không khỏi sao xuyến trong lòng. Vị hoàng đế này ngày một lớn tuổi, uy thế cường thịnh. Vì tiểu bảo những lần sau gặp ngài cảm thấy thêm phần uy kỵ, mối thân mật giảm bớt đi. Gã không dám đùa cợt rông càn như trước nữa. Sau một lúc lâu, nhà vua lên tiếng, "Tiểu Quế tử, có một việc khiến ta không biết cách giải quyết cách nào." Vì tiểu bảo tông, hoàng thượng tâm thần thông tuệ đến ra các lượng cũng phải cam bề thua kém. Chủ ý của hoàng thượng nhất định cao minh tột bậc vua khanh hy nói vậy mà có lúc ra cát lượng cũng hết phép ngươi đã làm được ba việc công lớn mà ta chưa thưởng cho việc nào ngài dừng lại một chút rồi tiếp việc thứ nhất là ngươi bắt được mao đông châu việc thứ hai là ngươi thuyết phục hai đội binh mã sứ mông cổ và tây tạng chịu đầu hàng tà vừa rồi ngươi lại đánh chết bọn phản bản giải cứu thái hậu đó là việc thứ ba tuổi ngươi còn nhỏ ta đã ra phong đến bá tước ta chẳng thể phong đến vương tước ngay được nhà vua nói tới đây nổi lên chàng cười khanh khách vì tiểu bảo biết hoàng thượng muốn khôi hài gã cả mừng liền tâu mấy việc này đều là nhờ hồng phúc của thái hậu cùng hoàng thượng nếu nói về công lao thì chính là công của hoàng thượng đáng tiếc ở chỗ hoàng thượng chẳng thể tự phong quan cho mình nếu không thì phen này hoàng thượng được thăng lên ba cấp nhà vua lại cười ha hả nói hoàng đế tuy không thể tự thăng quan cho mình nhưng từ xưa đến nay đã có nhiều vị hoàng đế thích tự ra tôn hiệu cho mình. Khi gặp việc đáng mừng, ti, như thắng được mấy trận nhỏ mọn, lại thêm mấy chữ tôn hiệu. Tuy là do bọn thần tử cung thình mà thực ra chính hoàng đế tự chát váng vào mặt cho mình. Ngay ca, đến những vị chân chính hoàng đế mà tự cao tự đại đã đáng tức cười. Huống chi những ông hôn quân vô đảo cũng lấy tôn hiệu là thần thánh văn võ, khoan nhân duệ trí, gì gì một trang dài những vị hoàng đế càng hồ đồ vô sỉ thì tôn hiệu càng dài dòng, chẳng biết hồ thẹn chi hết. Nhà vua lại nói tiếp những bậc thánh quân như Nghiêu Thuấn có thêm tôn hiệu gì đâu. Người đời sau vì lòng tôn sùng bất quá chỉ thêm vào một chữ, đại, như đại thuấn, đại vũ. Làm hoàng đế mà tự biết mình được mấy phần, tất không chịu cái tôn hiệu dài đến mấy chục chữ. Vì tiểu bảo nói, vậy ra điều xâm dùy thang không ra phong tôn hiệu cho mình hoàng thượng cũng là điều xâm dùy thang dĩ nhiên không thêm gì nữa có điều nô tài nhận thấy sau khi bình xong ngô tam quế mà hoàng thượng chẳng thêm tôn hiệu gì cho vẻ vang tất không tránh khỏi sự thua thiệt vua khanh nghi cười hỏi làm sao mà thua thiệt vì tiểu bảo đác đánh dẹp ngô tam quế rồi hoàng thượng đại phong công thần khao thưởng ba quân từ trên xuống dưới ai cũng được thăng quan phát tài còn chính hoàng thượng chẳng những không được thăng quan mà còn phải mở kho lấy vàng thoi bạc nén khuân hết dương này qua dương khác đem ra tiêu xài vào công cuộc bình định Giang Sơn, gia phong quan tước đến phá sản mà chẳng lợi gì, sao lại không thua thiệt. Nhà vua cười nói vì người ít học vấn chẳng hiểu chi hết, tảo trừ ngu nghịch, thiên hạ thái bình, chăm họ an cư lạc nghiệp. Chủ người thăng quan phát tài là ở chỗ đó, vì tiểu bảo đã à ra thế đấy, nhà vua lại nói có điều sau khi bình định ngô nghịch rồi quân thần nhất định thỉnh cầu đưa tôn hiệu ra những con khỉ con tiểu đại vương gì gì. Khi hữu sự chúng chẳng vì ta ra sức, chia sẻ lo âu. Chờ lúc đại công cáo thành chúng mới lớn tiếng nịnh bờ. Vì tiểu bảo nói chẳng việc gì là hoàng thượng không nhìn thấy trước. Chúng ta cứ lẳng lặng chờ tới lúc bấy giờ coi mấy ông quan cung thỉnh hoàng thượng tự tham quan cho mình để vạch mặt bọn, luồn đít đại vương. Nhà vua cười đá, phải đấy, khi đó lão gia sẽ đá vào đít con mẹ nó rồi vua tôi trông nhau mà cười, quả đúng như lời tiên liệu của vua Khanh Hy. Sau khi bình định ngô tam quế rồi, quần thần thi nhau ca tụng cốc đức, thỉnh cầu hoàng thượng thêm tôn hiệu vào. Cách nịnh bợ kể không xiết được, nhà vua liền hạ dụ tuy để bình xong phản tạc, nhưng vết thương chinh chiến chưa phục hồi. Quân thần cần phai tu tỉnh hơn nữa, hết lòng phủ tuất quân dân, rộng tuyên đức hóa. Chúng ta lấy liêm khiết làm căn bản để đi tới cuộc thái bình thịnh trị nếu mình tự kể công lao, khoe khoang đạo đức, chỉ mong thăng thường là đáng hổ thẹn. Trong thượng dụ vua Khanh Hy đưa ra những lời rất nghiêm khắc mà quần thần vẫn u mê tâm tối, cho là nhà vua giả ý khước từ, lại dâng biểu xin nêu tôn hiệu. Vua Khanh Hy liền hạ dụ lần thứ hai, từ thửa nhỏ chấm từng đọc sách, nhận ra những vị nhân quân từ xưa đến nay thật là ít ỏi, nên thường tự gian mình. Chẩm chỉ sợ đơn sai trách nhiệm mà phải dáng khép mình vài khuôn khổ của cần lao nửa đêm có người tâu báo cũng phải khoác áo dậy liền. Đó là lo cho trăm họ, nay trước hết chấm phải noi gương thanh khiết, thiên hạ chưa được nhân khang vật phụ thì vua tôi chẳng có công trạng chi hết. Nếu chấm tự phong tôn hiểu, thăng quan cho các khanh là điều đáng hổ thẹn, chứ chẳng vẻ vang gì. Quần thần tưởng bợ đít ngựa không ngờ vỗ vào chân nó bị đá hộp máu mồm. Chỉ dụ đưa hướng, ai nấy sám mặt như cho tàn, không dám nhắc tới việc thượng gia tôn hiệu nữa. Câu chuyện trên là việc về sau, nơi đây xin hãy tạm gác. Vua Khanh Hy lại cười nói, các vị hoàng đế tự ra tôn hiệu cho mình rất nhiều, chẳng có chi là lạ. Tại Triều Minh, chính Đức Hoàng đế mới lắm chuyện kỳ. Vì tiểu bảo nói ngay, nô tài được gặp vị vua này mấy lần rồi. Nhà vua lấy làm kỳ hỏi, người đã gặp được chính Đức Hoàng đế mấy lần rồi ư? Người nói chuyện mộng mị chăng? Vì tiểu bảo đã không phải đâu nô tài được thấy ở trên sân khấu trong vở tuồng, Mai Long Trấn. Chính Đức Hoàng đế Tuần Du Giang Nam gặp một cô gái bán rượu ở Mai Long Trấn. Cô này tên gọi Lý Phượng Thư, dòng nhan xinh đẹp, Hoàng đế liền liếc mắt đưa tình. Vua Khanh Nghi cười nói đó chính là Đức Hoàng đế bản tính thích cải trang ra ngoài tuần dụ câu chuyện Lý Phượng Thư có thật cũng nên. Điều ta muốn nói là chính Đức Hoàng đế không thích tự ra tôn hiệu mà lại ưa phong quan cho mình hoàng đế tự phong là tổng đốc quên vụ uy võ đại tướng quân tổng binh quan. Vua Khang Hy dừng lại một chút rồi tiếp mỗi khi gặp chuyện nhiễu nhương tầm thường, vua chính Đức cũng hạ rủ, Nay bắc khấu xâm phạm biên thùy, trẫm đặc phái tổng đốc quân vụ uy võ tướng quân tổng binh quan Chu Thọ thống lãnh lục quân lên đường Bắc Phạt, nhà vua kể tiếp Chu Thọ là danh tử của chính Đức Hoàng đế, Hoàng đế đánh trận thất bại cũng bảo là đại thắng dày công hãn mã rồi hạ thánh chỉ ra phong cho mình làm chấn quốc công, thêm bổng lộc 5.000 thạch gạo. Vì tiểu bảo cười ha hà nói, ông này làm hoàng đế không muốn, lại đòi làm chấn quốc công, thế thì thú thật. Vua Khang Hy lại cười nói, khi ấy quần thần nhất tề phản đối vì lẽ hoàng đế tự ra phong chấn quốc công là phải truy phong tổ tiên ba đời. Hoàng đế tự xưng là chấn quốc công thì không sao, nhưng tổ tiên ba đời của hoàng đế đã làm hoàng đế rồi nhất định không chịu giáng cấp. Ai can gián cũng mặc, chính đức hoàng đế nhất định đòi làm chấn quốc công. Về sau lại mấy lần tuyên bố lập thêm công trạng, tự phong mình làm thái sự may mà đức hoàng đế mất sớm, không thì cứ thăng quan mãi, có ngày chính mình lại thoán vị của mình. Vì tiểu bảo nghe nhà vua nhắc tới hai chữ, thoán vị, gã không dám nói nhiều chỉ bật mấy tiếng cười khô khan nhà vua lại nói chính đức hoàng đế làm lắm chuyện hồ đồ khiến trăm họ cực khổ dĩ nhiên chính hoàng đế đã là người bất hảo nhưng một phần cũng bởi bọn thái giám và thần tử kề cận đưa ông đến chỗ bại hoại vì tiểu bảo nói giả dạ, giả dạ, hoàng đế tồi bại ưa tu dụng gian thần và thái giám tồi bại còn hảo hoàng đế chỉ dùng những hảo thái giám và trung thần nhà vua lắc đầu đáp cái đó không nhất định bên mình hảo hoàng đế cũng có gian thần và thái giám tồi bại nhưng hoàng đế minh mẫn thì có bị che mắt trong lúc nhất thời, sau sẽ khám phá ra những điều thâm hiểm rào quyệt của bọn gian thần. Vì tiểu bảo lại dạ luôn mấy tiếng nhưng chống ngực gã đánh hơn chống làng. Vua Khang Hy bỗng hỏi sang chuyện khác tên gian phu của con tiện nhân Mao Đông Châu danh tự là gì? Vì tiểu bảo đáp người ta kêu hắn bằng xấu đầu đà, còn tên thật thì nô tài cũng không rõ. Nhà vua hỏi, hắn mập ú và tròn ủng như trái banh mà sao lại kêu là bằng xấu đầu đà. Vì tiểu bảo đáp, nô tài nghe nói nguyên trước kia hắn vừa cao nghịu vừa ốm nhát. Nhưng sau hắn uống độc dược của thần long giáo chủ, thân hình co lại biến thành lùn tịt và béo chùn béo chụt. Nhà vua hỏi, sao ngươi biết hắn cùng Mao Đông Châu ẩn trong kiệu của thân Thái Phi và uy hiếp Thái Hậu đưa bọn chúng ra khỏi Hoàng Cung? Vì tiểu bảo trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bụng bảo giả trước hoàng thượng đã bảo ta sai người đánh chết phản tặc giải cứu thái hậu lập nên công lớn bây giờ ngài lại nói hai người đó ẩn trong kiệu thái phi và uy hiếp thái hậu đưa ra khỏi cung thì dường như ngài chưa biết việc ba người nhà họ quy đến đây hành thích hoàng thượng không biết là mai ngài mà biết ra tất mờ cuộc điều tra và mình không khỏi bị liên quan bây giờ bọn quy ra chạy thoát được cũng hay bị bắt sống cũng thế hay bị người đánh chết rồi cũng vậy trung quy không thể giấu vụ này được, có điều ta biết nói sao đây? Nhà vua thấy gã ngần ngừ không đáp liền dục sao, người có điều chi không nói ra được, vì tiểu bảo vội đáp không, không, nô tài rất lấy làm kỳ là tại sao hai tên phản tặc kia lại ngồi trong kiệu của thái phị vụ này nô tài nghĩ đền bể óc cũng không ra, muốn xin hoàng thượng khai thông. Vua Khang Hy nói, ta hỏi ngươi trước, sao ngươi biết người ngồi trong kiệu không phải là thái phi mà chỉ huy bọn thị vệ tập kích ngự kiệu. Vì tiểu bảo tự nhủ, té ra hoàng thượng tưởng bọn thị vệ trong cung đã giết xấu đầu đà và mao đông châu. Vụ này rồi sao thế nào cũng vỡ lỡ, chi bằng ta nói thẳng trước ra là hơn. Gã liền đáp nô tài tội đáng muôn thác, xin hoàng thượng khoan thứ cho. Gã nói rồi quỳ mọp xuống đất, vua khang hy trao mày hỏi làm sao, vì tiểu bảo liền đáp nô tài vâng chỉ dụ hoàng thượng áp giải tên phản nghịch Mao Đông Châu đến cung từ Ninh để trình Thái Hậu. Khi nô tài trở ra, đi qua vườn hoa thì đột nhiên sau tòa núi giả có tiếng động. Ba người mặc sắc phục thị vệ cùng thái giám nhảy sổ ra, chúng bắt nô tài đưa đi kiếm hoàng thượng. Ba tên này võ công rất cao cường, suốt nữa mấy ngón tay của nô tài bị bọn chúng bóp nát. Gã nói tới đây giơ tay trái lên, quả nhiên năm ngón tay đều sưng vù và tím lại. Nhà vua hỏi, bọn chúng tìm ta làm chi? vì tiểu bảo đáp ba tên này nhất định là bọn thích khách do ngô tam quế phái đến nô tài bị chúng bóp chết cũng đành chẳng khi nào chịu dẫn bọn chúng đến phạm giá vừa may không không phải vừa may mà là vừa đúng lúc loan ra thái hậu cùng thái phi đi tới ba tên thích khách kia thật là hồ đồ chúng tưởng hoàng thượng ngồi trong kiệu thái phi liền xông lại hành hung quả nhiên thái hậu cùng hoàng thượng hồng phúc tài trời chúng không bao giờ đụng được đến long thể mà lại giết chết bọn phản tặc hiện giờ không hiểu ba tên thích khách kia bị đoàn thị vệ đâm chết hay bắt sống rồi nô tài xin đi điều tra về tâu thánh thượng nhà vua hỏi chưa chắc ba tên thích khách kia hồ đồ không chừng ngươi đã chỉ điểm cho chúng phải vậy chăng người nghĩ tới để thích khách phạm giá vào mình ta thì chẳng thà lừa chúng động thủ hại thái phi còn hơn bọn chúng một khi động thủ rồi tất không ra hại đến ta nữa đồng thời cái mạng nhỏ xíu của ngươi cũng không đến nỗi chết oan có đúng thế không? Vì tiểu bảo thấy nhà vua nói huệ tuệt tâm sự của gã ra. Gã biết rằng có chối cãi cũng không được, chỉ dập đầu lia lia. Vua Khang Hy nói, người chỉ điểm cho thích khách sát hại Thái Phi đáng lẽ phải chém. Đầu, nhưng xét lại ngươi đối với ta có ba phần trung ái. Vì tiểu bảo vội nói, không phải chỉ ba phần, mà là mười phần, trăm phần, ngàn phần, vạn phần. Nhà vua mỉm cười hỏi, có chắc thế không? vì tiểu bảo đáp chắc lắm nhất định là chắc lắm vua khang huy giơ chân khẽ đá vào đầu vi tiểu bảo cười nói con mẹ nó đứng dậy đi vì tiểu bảo sợ toát mồ hôi dập đầu mấy cái rồi đứng dậy nhà vua lại cười nói ngươi lập được ba công trạng lớn lao trước ta nghĩ mãi không biết thưởng cho ngươi bằng cách nào bây giờ ta tính xong rồi ngươi chỉ điểm cho thích khách hành hung phạm thưởng ra giả bất thần ta cũng không phạt ngươi nữa công kia chuộc lại tội này thế là xong hết, vì tiểu bảo cả mừng đáp, hay lắm, hay lắm, vụ này tỷ như hoàng đế đánh bài cẩu với nô tài. Bàn trước nô tài thắng, bàn sau hoàng thượng được, như vậy hòa cả làng là phải, hoàng thượng không ăn nô tài mà cũng không phải giam tiền. Gã tự nhủ, chẳng thăng quan thì đừng, không lẽ hoàng đế còn phong ta làm uy võ đại tướng quân hay chấn quốc công? Dù có làm đến thái sư ta cũng không màng. Ngày trước đường bá hổ điểm mặt hai con của hoa thái sư là hoa đại và hoa nhị đều ngu ngốc. Bây giờ ta làm vi thái sư sinh ra hai đứa con là vi đại và vi nhị cũng nát bét. Như vậy thật là vô phước. Lại nghe nhà vua nói, tên tặc tử vừa lùn vừa mập dụng tâm thật là nguy hiểm, rào quyệt. Hắn thấy nhân tình bị người bắt không cách nào cướp lại được, liền đoàn ra tất ngươi sẽ đưa xuống cung từ ninh để thái hậu phát lạc. Hắn liền mạo hiểm lần đến cung từ ninh phạm thượng tác loạn uy hiếp Thái Hậu. Hắn chỉ mong được ngồi vào cỗ kiệu của thân Thái Phi do Thái Hậu thân hành đưa ra cửa cung là hai tên phản nghịch đều chạy thoát. Hắn có ngờ đâu mà đưa lối quỷ đem đường, lại gặp ngươi chỉ điểm bọn thích khách tấn công cỗ kiệu Thái Phi, hạ sát hai tên phản tặc. Bây giờ vi tiểu bảo mới tỉnh ngộ, gã nói, té ra là thuế, Thái Hậu cùng Hoàng thượng Hồng Phúc tài trời, miệng thế gian nói qua không sai gã nghĩ thầm trong bụng, thảo nào lúc ta đưa mụ điếm đến ra mắt Thái Hậu, nét mặt bà lầm lì tự hồ ta mắc nợ bà ta 300 vạn lạng bạc. Thì ra lúc đó cao tôn giả đã ẩn trong tầm điện, chắc là hắn nấp ở phía sau giường của Thái Hậu. Gã nghĩ tới đây bất giác miệng lầm bẩm sau khi mụ điếm giả bị bắt, cao tôn giả lần mò đến đây đã mấy ngày rồi. Trước kia gã lại giả làm cung nữ kề cận mụ điếm giả nên đường lối trong cung hắn đã thuộc lòng không hiểu hắn ngủ trên giường Thái Hậu mấy đêm rồi. Hắn nghĩ ra cái này thật cả tuyệt diệu, bất giác gã la thầm, trời ơi, hỏng to rồi, cao tôn giả và Thái Hậu, một trai một gái, ở chung phòng với nhau mấy ngày trời, biết đâu họ chẳng có trò kỳ khôi. Tội nghiệp cho lão hoàng gia đội ngũ nhà sư ở trên ngũ Đài Sơn mà còn bị cắm sừng trên đồng. Vì tiểu bảo mải nghĩ vẩn vơ, chẳng nói năng gì vua Khang Hy dĩ nhiên không đoán ra được ý niệm thô tục của gã. Ngài cười nói, hồng phúc của Thái Hậu và ta lớn thì phước khí của ngươi cũng không nhỏ. Vì tiểu bảo đáp bản nhân nô tài vốn không có phước khí, nhưng chầu hầu hoàng thượng lâu ngày mới dính được một chút phước khí của hoàng thượng mà thôi. Nhà vua cười khanh khách hỏi, quy tân thù ngoại hiệu là thần quyền vô địch, bản lãnh rất ghê gớm có đúng thế không? Nhà vua vừa cười vừa hỏi câu này mà vi tiểu bảo tưởng chừng nghe tiếng sét nổ giữa trời xanh. Người gã lảo đảo, hai chân nhùn ra, ấp úng, cái đó, cái đó, nhà vua cười lạt nói, thiên phụ địa mẫu, phản thanh phục minh, vi hương chủ. Người thật là lớn mật, vi tiểu bảo tưởng chừng trời xoay đất chuyển, trong đầu gã náo loạn ca, lên, ý niệm đầu tiên của gã là thò tay vào ống giày rút dao trùy thù nhưng rồi gã tự nhủ, y biết hết cả rồi. Y đã hỏi ta câu này là vất bài xuống chiếu để so hơn thua với tạ dĩ nhiên y đã chuẩn bị S1 phần 2 N sang. Huống chi y mặc bài y trong mình, ta phóng dao đâm y cũng không chết. Hơn nữa võ công y lại cao cường hơn ta. Gã liền quỳ xuống la lên, tiểu quế tử chịu đầu hàng, xin tiểu huyền tử tha mạng cho. Gã ho ba tiếng tiểu huyền tử khiến nhà vua lập tức nghĩ tới ngày trước cùng gã tỷ võ chơi đùa đồng thời bao nhiêu kỷ niệm đối với gã hiển hiện lên đầu trong đầu óc. Bất giác nhà vua buông tiếng thở dài nói, ngươi, ngươi lừa gạt ta giỏi quá, vì tiểu bảo dập đầu lại như tế sao, miệng nói, nô tài tuy mình ở thiên địa hội mà lòng vẫn trung thành với hoàng thượng. Nô tài xét mình thật chưa là một chút gì đáng thẹn đối với hoàng thượng. Vua Khang Hy cất giọng nghiêm khắc ngươi mà có chút lòng phản bội thì ta còn để ngươi sống đến ngày nay ư vì tiểu bảo nghe giọng nói nhà vua đã có chút cười mở, vội đập đầu tông. hoàng thượng là điều xâm dùy thanh, tranh sáng cùng ra cát lượng. Nô tài cũng hết lòng trung nghĩa để sánh với quan vân trường. Hồi 208, có bao giờ thầy lại giết cho? Vua Khang Hy nghe vi tiểu bảo ba hoa không nhịn được, mắng thầm trong bụng, còn mẹ nó, cái gì mà tranh sáng cùng ra cát lượng, trung nghĩa sánh quan vân trường ngài lại nghiêm giọng quát lên, người khôn hồn thì đem hết mọi việc từ đầu tới cuối nhất nhất cung sưng. Người chỉ nói dối nửa câu là ta băm ngươi nát ra như tương. Ngài nói đến bốn chữ sau cùng, không khỏi lộ nụ cười ra khóe miệng. Vì tiểu bảo quỳ phục dưới đất không ngó thấy thần sắc của nhà vua đã hỏa hoãn mà chỉ nghe giọng nói rất nghiêm khắc. Gã dập đầu tâu, dạ dạ, tâu hoàng thượng đã biết hết, khi nào nô tài dám tơ hào man trá gã liền thuật lại mọi chuyện đã xảy ra bắt đầu từ vụ gã và phủ khanh thân vương giết ngao bái rồi bị thiên địa hội bắt được gã bái trận cận nam làm sư phụ trong trường hợp nào bị bức bách nhập hội và làm hương chủ thanh mục đường ra sao nhất nhất nói thực hết sau cùng là vụ gặp ba người nhà họ quy gã gieo thỏ lò bị thua vì lẽ gì gã họa mật đồ mật tấu làm sao gã bị quy nhị nương bắt trong vườn hoa ở cung từ ninh như thế nào dẫn dụ bọn thích khách tập kích loan kiệu của Thái Phi vì mục đích báo động đến tai hoàng đế rồi kết quả đi tới đâu, gã nói thực hết, tuyệt không giả dối câu nào. Suốt đời vi tiểu bảo quen thói chi trá mà nay gã thốt ra một đại luận trường thiên ít chuyện hoang đường, nhiều điều thành thực là lần đầu tiên phà bỏ lệ cũ. Nhà vua không ngớt vặn hỏi về tình hình thiện địa hội, gã cứ thực tâu trình. Vua Khang Hy vừa nghe vi tiểu bảo đáp lời vừa lầm nhầm gật đầu bỗng ngài đọc câu, ngũ nhân phân khai nhất thủ chi thân thương hồng anh vô nhân chi vi tiểu bảo sừng sốt nghĩ thầm, hoàng thượng biết cả những câu anh em thiện địa hội đọc để nhận ra nhau thì mình còn man trá thế nào được. Gã liền đọc tiếp, tự thư truyền đắc chúng huynh để hậu lai like tương nhận đoàn viên thì nhà vua lại đọc hai câu, sơ tiến hồng môn kết nghĩa huynh đương thiên minh thệ biểu chân tình vi tiểu bảo đọc tiếp tùng bách nhị chi phân tả hữu trung tiết hồng hoa kết nghĩa đỉnh vua khang hy lại đọc trung nghĩa đường tiền huynh đệ tại thành trung điểm tướng bách vạn binh vi tiểu bảo đọc phục đức từ tiền lai thệ nguyện phản thanh phục minh ngã hồng anh theo quy cũ trong thiên địa hội thì gã đọc xong hai câu cuối cùng đối phương liền tự báo danh tự và cho hay thuộc về đường nào làm chức phận gì nhưng vua khang hy chỉ tủm tỉm cười vì tiểu bảo mừng thầm cất tiếng hỏi té ra hoàng thượng cũng là anh em trong thiên địa hội không hiểu hoàng thượng ở đường nào, làm chức gì, gã nói tới đây lập tức nhận ra mình rất hồ đồ vì đối phương là hoàng đế mãn thanh, sao lại phản thanh phục minh được. Gã ngừng lại một chút rồi tự mắng mình, đánh chết thằng lòi hồ đồ này, đánh chết thằng lòi hồ đồ nừng tí, thấy ngươi đối với ta chưa có hành vi tàn ác, hay làm điều gì đại nghịch bất đạo. Nếu ngươi nghe theo lời ta dặn, chuyến này ngươi lật đổ thi độ ở Mãn Châu, hưởng bồng lộc của nhà đại thanh ta mà trong lòng còn mang ý niệm phản thanh phục minh. Nếu ngươi không có chút công lao thì ngươi mọc một trăm cây đầu ta cũng chặt hết. Vì tiểu bảo tông, giả dạ, giả, dạ, hoàng thượng khoan hồng đại lượng, nô tài mới giữ được cây đầu cho đến ngày hôm nay nô tài lập tức đi rút tên khỏi thiên địa hội. Cả cái chức hương chủ gì gì trong hội này cũng không làm nữa. Từ nay nô tài quyết không phản thanh phục minh, mà ngược lại chỉ phản minh phục thanh. Vua Khang Hy cười thầm trong bụng ngoài miệng cất tiếng mắng nhà đại thanh ta đã mất nước đâu mà bảo ngươi phục cái gì thanh thằng lòi này toàn nói chuyện hồ đồ vì tiểu bảo vội đáp giả dạ, giả dạ, nô tài quyết giữ giang sơn của chúa thượng lâu dài vạn vạn niên hoàng thượng bảo nô tài phản cái gì đó là nô tài phản cái đó hay phục cái gì nô tài cũng phục cái đó nhà vua cất giọng trầm trầm nói dàn từng chữ hay lắm ta muốn ngươi phản thiên địa hội vì tiểu bảo đáp giả dạ, dạ trong lòng đã ngầm kêu khổ, vẻ băn khoăn lộ ra ngoài mặt. Nhà vua lại nói, người mồm năm miệng người nói những gì dốc giả trung trinh với tả ta không hiểu ngươi nói thật hay là ngươi nói dối. Vì tiểu bảo đác cái đó thì thật lắm rồi, thật như vàng người, thật không còn thể nào thật hơn được nữa. Vua Khang Hy lại nói, ta xét ngươi từng ly từng tí, thấy ngươi đối với ta chưa có hành vi tàn ác, hay làm điều gì đại nghịch bất đạo. Nếu ngươi nghe theo lời ta dặn, chuyến này ngươi lật đổ thiên địa hội, nổ cỏ trừ đến gốc rễ. Bao nhiêu tên phản bạn giết cho kỳ hết thì có thể đem công chuộc tội. Cả tội khi quân cũng được tha thứ, không chừng ta còn thưởng cho ngươi nữa. Nếu ngươi vẫn giữ thói rào quyệt, màn trá thì hạng người thế nào còn bị bay đầu? Chẳng lẽ ta không giết nổi vi hương chủ trong thiên địa hội? Vì tiểu bảo sợ quá, toàn thân mồ hôi lạnh ngắt, miệng không ngớt năn nỉ, giả giả. Hoàng thượng muốn giết nô tài thì chẳng khác gì bóp nát một con kiến. Nhưng, nhưng Hoàng thượng là bậc thánh quân, sánh với điểu, sân, dúy, thang chẳng khi nào giết kẻ trung thần. Vua Khang ghi hứ một tiếng rồi hỏi, người thì trung thần cái gì? Đúng là loại bạch kiểm gian thần, vì tiểu bảo lại kêu van, xin Hoàng thượng xét soi, kể ra nô tài quả có mấy việc giấu giếm Hoàng thượng không tiện nói song sự thực nô tài đích đáng không phải là loại bạch kiểm gian thần. Nô tài nhất định không chịu làm đồng trác, tào tháo. Nhà vua nói, hay lắm, dù ngươi chẳng phải đại bạch kiểm gian thần thì cũng là thằng hề mũi bôi vôi trên sân khấu. Vì tiểu bảo thấy nhà hoàng đế hạ mình xuống hạng thằng hề, liền thở phào một cái nhẹ nhõm. Gã nói ngay, nô tài là thằng hề cũng được, tỉ như thời thiên trong chuyện thủy hư tưởng cán trong chuyện tam quốc thường hiện thân làm những vai diễu trên sân khấu vẫn có thể lập công cho hoàng thượng vua khang hy mỉm cười nói rốt cuộc ngươi vẫn tự đưa mình lên hạng hảo nhân thôi bây giờ làm thế này người điểm binh mã đi bắt bọn phản tặc ở thiên địa hội mộc vương phủ quy tân thụ đem hết về đây nếu ngươi để một tên chạy thoát là bị chặt một tay bốn tên chạy thoát thì cả tứ chi đều bị chặt cụt nếu để mất năm tên thì không hiểu chặt cái gì trong mình ngươi vì tiểu bảo đã cái đó, cái đó, thì nô tài đúng là thái giám rồi. Nhà vua không nhịn được, nổi lên chàng cười khanh khách rồi thóa mạ. Còn mẹ nó, cái gì người cũng tính lấy phần mình. Vì tiểu bảo mặt buồn rười rượi tâu, hoàng thượng mà chặt hết chân tay thì chắc là nô tài không sống được nữa rồi. Còn cái cổ trên đầu có chặt hay không cũng vậy thôi. Gã nghĩ thầm, ông vua con này biết rõ cả một vương phủ thì những nguồn thông tin của ông thật là khủng khiếp. Vua Khang Hy thỏ tay vào trong túi áo rút ra một tờ giấy ra đọc thiên địa hội tổng đà chúa Trần Cận Nam, thanh mộc đường hương chủ vi tiểu bảo. Bọn thuộc hạ là lũ từ thiên xuyên, huyền trinh đạo nhân, liễu đại hồng, ngô lập thân. Ba tên thích khách vào hoàng cung là Quy Tân Thụ, Quy Nhi, Nương, Quy Trung, rồi nhà vua đếm tổng cộng tên phản tặc, tạm thời bỏ tên ngươi ra không kể thì còn tên, vì tiểu bảo lại quỳ gối dập đầu bái lại miệng kêu ca, tâu hoàng thượng, những người này tuy muốn phản thanh phục minh, nhưng họ phản gì cũng chẳng thể thành công được. Nô tài đi bảo cho họ biết, Đức Hoàng thượng tên hiểu thiên văn, dưới rảnh địa lý, tính suốt những việc quá khứ vi. Lai, Hoàng thượng đã tuyên bố Giang Sơn nhà đại thanh bền vững muôn năm thì nhất định không sai chật. Phản thanh đã không phản được thì anh em giải tán là hơn. Vua Khang hy đập bàn quát hỏi, người quyết ý phản kháng mệnh lệnh của ta không chịu đi chóc nà phản tạp chăng? Vì tiểu bảo bụng bảo dạ, những bậc hảo hán trên giang hồ đều lấy nghĩa khí làm trọng. Ta mà đi bắt sư phụ cùng anh em về đây, nhất định họ sẽ bị hoàng thượng chặt đầu. Làm thế nào vì tiểu bảo bán rẻ đồng chí, biến thành ngô tam quế mất rồi? Hỡi ơi, ngày ấy mình mạo xưng làm người nào chẳng làm, lại mạo xưng tiểu quế tử. Tiểu quế tử hỡi tiểu quế tử, tiểu quế tử cũng được chẳng phải con ngô tam quế thì thôi. Cả cái ba tước đại nhân này cũng không làm nữa. Ta nhất định phải nghĩ cách thông chi cho sư phụ cùng bọn người trốn chạy, rồi mình cũng trốn con mẹ nó đi là xong. Nhà vua không thấy gã trả lời, lại càng tức giận quát hỏi, ngươi muốn sao, chẳng lẽ ngươi không biết mình đã phạm đại tội, ta cho ngươi sửa lỗi lầm, đem công chuộc tội, đó là một cơ hội tốt nhất, ngươi còn muốn ra giá với ta nữa chăng? Vì tiểu bảo tông, tâu, tâu hoàng thượng bọn họ mấy lần muốn đến ra hại hoàng thượng, nhưng nô tài liều chết ngăn cản. Thế là nô tài đối với hoàng thượng, vẫn chọn bề nghĩa khí. Nay hoàng thượng muốn bắt bọn họ mà nô tài cũng dính vào thì còn làm người thế nào được? Nô tài đành năn nỉ hoàng thượng thương cho nô tài được giữ chọn bề nghĩa khí. Nhà vua tức giận hỏi, lòng người vẫn hướng về phản tặc, thế là bất phân thuận nghịch, dưới mắt không biết đến bậc quân thượng mà còn dám nói chuyện nghĩa khí ư nhà vua dừng lại một chút rồi nói tiếp ngươi cứu mạng ta lại giải cứu phù hoàng cùng thái hậu bữa nay ta giết ngươi chắc ngươi không chịu tâm phục khẩu phục bảo ta không giữ nghĩa khí với ngươi có đúng thế không đã đến bước đường này vì tiểu bảo đành liều tâu đúng thế trước kia hoàng thượng đã hứa lời dù nô tài có làm điều lầm lỗi cũng tha mạng trọ kim khẩu kỳ đức vạn tuế đã nói ra dĩ nhiên không hối cãi nữa vua khang hy nói được rồi không ngờ ngươi là kẻ thâm mưu viễn lự, đã phục S 1 phần 2 N một nước cờ trước. Cha cha, ý niệm ngươi như vậy đáng giết lắm. Từ ngày vi tiểu bảo được biết vua Khang Hy, gã chưa từng thấy nhà vua nổi nóng với gã như bữa nay gã lầm bẩm, cây đầu ta chẳng khác gì bị chặt một nửa rồi. Đối với ông vua con này, giờ giọng năn nỉ không ăn thua, phải nói lý với y mới được. Gã liền tâu, tâu hoàng thượng nô tài đã bái hoàng thượng làm sư phụ và hoàng thượng đã nhận lời thu nô tài làm đệ tử rồi. Hoàng thượng là sư phụ của nô tài, ông Trần Cận Nam cũng là sư phụ của nô tài, nếu nô tài đem lòng ra hại hoàng thượng là phạm tội khi sư diệt tổ. Mặt khác, mặt khác hoàng thượng chặt đầu nô tài chẳng có chi đáng kể, nhưng sư phụ mà chặt đầu đồ đệ thì lại có chỗ không ổn. Vua Khang Hy nghĩ thầm, sự thực ta có phát ngôn thu gã làm đồ đệ nhưng chỉ là câu nói đùa. Không ngờ thằng nhỏ này ý mình được dùng ái mà sinh lòng kiêu căng, ăn nói không còn phép tắc gì nữa. Gã đưa một tên phỉ đồ ở thiên địa hội lên ngang hàng với ta thì thật là hồn quá. Nhà vua vừa nghĩ tới đây, bỗng nghe văng vẳng có tiếng người huyên náo cùng tiếng binh khí choang choàng từ đằng xa vọng lại. Vì tiểu bảo nhảy bổ lên nói, dường như có thích khách. Thưa sư phụ, xin sư phụ cứ ngồi yên, để đồ đệ ngăn chặn trước mình sư phụ. Vua Khang Hy đằng hắng một tiếng, bụng bảo giả, thằng lòi này dù có trăm ngàn tội lỗi nhưng gã đối với ta vẫn tỏ lòng trung ái. Ngài liền bảo gã, từ giờ trở đi ngươi không được kêu ta bằng sư phụ nữa. Ngươi không giữ lề luật của bản môn là ta đuổi ngươi ra khỏi cửa. Nhà vua nói tới đây không khỏi cười thầm, lại nghe tiếng bước chân vang lên, mấy người chạy tới ngoài cửa điện rồi dừng bước, vì tiểu bảo tiến ra cửa cài then lại. Đây là phản ứng của gã trong lúc quan hệ tươi tánh mạng, nên gã cử động tay chân mau lẹ phi thường. Miệng gã quát hỏi, ai đó, người bên ngoài lớn tiếng hô, khải bẩm hoàng thượng, trong cung đã phát giác ra hành tung ba tên thích khách. Đoàn túc vệ nội ban đã bao vây nghiêm mật, sắp bắt được chúng rồi. Vì tiểu bảo lẩm bẩm rút cuộc ba người nhà họ quy không trốn thoát được gã lớn tiếng đáp, biết rồi các ngươi phải tức tốc điều động thêm 100 tên lính túc vệ đến canh gác mặt sau và mặt trước dưỡng tâm điện. Trên nóc điện cũng phải có ba chục tên tên phòng thủ. Tên thủ lĩnh bọn thị vệ giả một tiếng rồi đi ngay. Vua Khang hy nghĩ bụng, gã tính như vậy thật chu đáo. Ngày trước ở ngũ Đài Sơn đã gặp nguy hiểm, ngũ Nico cô ấm trắng từ trên nóc nhà phá ngói nhảy xuống. Thật khó nổi đề phòng, may mà thằng nhỏ này liều lĩnh không nghĩ gì đến bản thân. Gã đứng trước mình ta để ngăn chặn nhát kiếm Tùy ta cùng gã đều mặc bảo y hộ thân Nhưng nếu nhát kiếm đó mà không đâm vào trước ngực Lại trúng vào mặt thì gã mất mạng rồi Sau một lúc, tiếng quát tháo nhỏ dần đi Nhưng chẳng bao lâu tiếng binh khí chát chúa lại nổi lên Nhà vua trao mày hỏi Có ba tên thích khách mà không bắt được Nếu chúng kéo đến ba trăm hay ba ngàn tên thì làm thế nào? Vì tiểu bảo tông, hoàng thượng bất tất lo ngại những hạng người bản lãnh ghê gớm như quy tân thủ trên đời chẳng có là bao, nhiều lắm chỉ đến năm sáu tên là cùng sau một lúc nữa, lại nghe tiếng bước chân rồn rập và tiếng bao kiếm loàng xoàng Bọn túc vệ nội ban đã được điều động đến bên ngoài điện. Tiếp theo trên nóc điện và những nhà xung quanh đều phát ra tiếng đồng. Đây là bọn túc vệ lên canh phòng trên nóc nhà. Bọn vệ sĩ biết hoàng đế hiện đang có mặt ở trong điện nên chỉ canh gác ở các góc và mái hiên, không dám lên giữa nóc điện. Chúng cố ý không dám đặt chân lên trên đầu hoàng đế, mặc dù ngài ở bên trong, vì đó là điều đại bất kính. Nhà vua biết xung quanh điện dưỡng tâm ít lắm cũng có bốn năm trăm tên túc vệ nội ban canh gác, chẳng có gì đáng lo ngại nữa. Ngài không lưu tâm đến vi, thích khách, cất tiếng hỏi, người thử coi xem cái này là cái gì. Ngài rút trong tay áo ra một tờ giấy giải lên bàn. Vì tiểu bảo lại gần ngó thì ra một bức họa, giữa bức họa là một tòa nhà lớn phía trước nhà có cột cờ, có sư tử đá. Tòa nhà này rất giống bá tước phủ là chỗ ở của gã. Bồn mặt tòa nhà đặt mười mấy cỗ sung lớn trõ vào tòa nhà. Vì tiểu bảo càng coi kỹ càng nhận ra đúng là tòa bá tước phủ của gã. Trên cổng lớn treo biển đề bốn chữ đại tử, nhưng gã chỉ nhận ra được chữ, vi, mà thôi. Nhà vua hỏi, ngươi đã nhận ra tòa nhà này chưa? Vì tiểu bảo đã coi rất giống cái chuồng chó của nô tài. Vua Khang Hy lại hỏi, người nhận ra là hai ý bốn chữ, vì bá tức phủ, người trông rõ rồi chứ. Vì tiểu bảo nghe nhà vua nói đúng là nhà gã thì không khỏi bờ vía, toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt gã nghĩ tới hoàng đế đã sai người hỏa chỗ ở của mình thành đồ bàn như vậy là đại sự nguy rồi. Huống chi bốn mặt lại đặt nhiều sông lớn, chính mắt gã đã được coi hai tên quỷ ngoại quốc là Thang Nhược Vọng và Nam Hoài Nhân thao diễn tác xa. Sông lớn nổ một phát khói bốc mịt trời đất đá bắn tung cao lên mấy chục trường. Như vậy dù gã có mặc đến trăm tấm bảo y hộ thân cũng bị nát ra nhu tương gã nghĩ tới cảnh đại pháo oanh kích, bất giác người run bần bật. Nhà vua thủm thẳng nói, đêm nay bọn thiên địa hội các ngươi, mục gia ở Vân Nam, họ quy ở phái Hoa Sơn, lại còn bọn tư đồ hạc, môn hạ phái vương ốc đều đến tù hội trong tòa bá tước phủ của ngươi. Ta đã cho đặt 12 cỗ đại pháo ở trong các nhà dân xung quanh bá tước phủ đạn dược đã được nạp S1 phần 2 N sang cả rồi. Chỉ cần mở cửa sổ để lộ họng sung, châm lửa vào ngòi thuốc thì e rằng không còn tên phản tặc nào thoát chết. Ngài dừng lại một chút rồi tiếp dù đại pháo bắn không chết hết, có người trốn ra ngoài được thì mấy đội binh mã hộ quân doanh bao vây bên ngoài. Chẳng lẽ chúng ăn cơm chúa lại không làm việc nhà vu hạ ngươi làm đô thống kiêu kỵ doanh, e rằng chúng không chịu buông tha ngươi. Vì tiểu bảo cất tiếng run run đáp bất cứ việc gì hoàng thượng đều tiên liệu được cả. Bây giờ hoàng thượng nói rõ cho nô tài hay là đã có ý tha mạng cho nô tài rồi. Trước kia nô tài có lập được chút công lao nhỏ mọn nào thì ngày nay phải đem ra để đền tội. Thế là hết sạch sành xanh, chẳng còn thừa mảy may nào. Nhà vua mỉm cười nói, người biết rõ như vậy là khá đấy, vụ này cũng tỉ như hai người chúng ta đánh bài công ban đầu ngươi được rất nhiều tiền bạc thì bây giờ dốc túi đánh một bàn mà bị thất bại. Tiền của ngươi được trước phải nhả ra hết, lúc này không còn ai thua được gì cả, nếu chúng ta muốn chơi nữa thì kể như bắt đầu lại. Vì tiểu bào thở phào một cái tông đa tạ ơn điển của Hoàng thượng, từ nay trở đi nô tài chỉ chuyên tâm làm tao sai cho Hoàng thượng. Đừng nói thiên địa hội hay bất cứ tổ chức nào nô tài cũng không tham gia, mà cả cái chức hương chủ gì gì đó nô tài cũng không làm nữa. Gã bồn chồn trong giả nghĩ thầm, sư phụ ta cùng bọn họ đã ước định đêm nay đến hội họp ở nhà tả ta biết làm thế nào thông chi cho mọi người biết được. Gã lại nói, hoàng thượng sai nô tài đi bắt bọn phản tặc kia, bất quá là để từ lòng dạ nô tài. Thực ra hoàng thượng thần cơ diệu toán đã tính hết rồi, ngồi ở trong cái gì mà quyết thắng ra ngoài ngàn dặm. Bỗng nghe ngoài điện có tiếng người gióng giạc hô, tâu hoàng thượng, đã bắt được bọn phản tặc đưa tới. Nhà vua mặt rồng hớn hở, hô lớn đem chúng vào đây, vì tiểu bảo giả loan một tiếng rồi xoay mình ra rút then mở cửa. Mấy chục tên thị vệ áp giải ba người họ quy tiến vào. Vì tiểu bảo lớn tiếng quát quỳ xuống, làm lễ triều kiến hoàng thượng, mấy chục tên thị vệ nhất tề quỳ xuống, quy tân thủ, quy nhị nương và quy trung, cả ba người máu thịt đầy mình vẫn hiên ngang đứng sững. Người nào cũng bị cột bằng dây thừng rất lớn và đều có hai thị vệ cầm đầu dây dẫn dắt tên lãnh đội thị vệ quát cùi xuống, cùi xuống, ba người nhà họ quy chẳng nói gì, chỉ nghe những tiếng lách tách trên biển, ba người nhà họ quy và những thị vệ bi thương, máu tươi không ngớt nhỏ giọt. Quy nhị nương tức giận trợn mắt lên nhìn vi tiểu bảo quát, tiểu hán gian, ngươi, ngươi là quân chó đẻ, vi tiểu bảo ngó thấy thảm trạng của ba người, trong lòng không khỏi bịn dịn. Gã để mặc mụ thoá mạ, không tiện nói gì vua khang hy lầm nhầm gật đầu hỏi thần quyền vô địch quy tân thụ té ra là lão này ư bên ta có bị tử thương nhiều không tên lãnh đội thị vệ đáp tâu hoàng thượng bọn phản tặc này rất hung hãn bên ta hơn 30 tên thị vệ chết vì chức vụ hơn bốn chục tên bị thương nhà vua hư một tiếng rồi vẫy tay ngài khen thầm trong bụng bọn này giỏi thiệt tên thủ lãnh sai bọn thủ hạ đem ba người ra đột nhiên quy tân thụ quát lên một tiếng thật tỏ hắn vận nội lực huých vai vào tên thị vệ bên cạnh tên này rú lên một tiếng úi trao, người gã bị hất tung ra đầu đập vào tường chết ngay lập tức quy tân thụ nắm lấy sợi dây cột quy chung hết sức mình rượt mạnh một cái bụp một tiếng vang lên dây cột bị đứt rồi lão lại nắm lấy người gã hô hải nhi chạy đi ta cùng má má ngươi sẽ theo sau lão vừa nói vừa đẩy con một cái quy chung từ cửa điện vọt ra giữa lúc ấy vợ chồng quy tân thụ nhảy sổ về phía vua khang hy bọn thị vệ sợ hết hồn nhất tề xông vào hộ giá vì tiểu bảo thấy có biến cố xảy ra một cách đột ngột gã giật mình kinh hãi vội nhảy lên ôm lấy nhà vua chằn mình lăn vào gầm bàn bỗng nghe hai tiếng chát chát vang lên tiếp theo mấy tên thị vệ vội vàng nhảy sổ vào đỡ hai người lên khi mọi người ngó tới vợ chồng Quy Tân Thụ thì thấy cả hai đều đã ngã lăn trong vũng máu. Trên lưng mỗi người đều cắm bảy tám thanh kiếm, xem chừng không sống nổi nữa. Nguyên Quy Tân Thụ cố gắng giết được mấy chục tên thì vệ người lão cũng bị trọng thương. Lão vận toàn lực cuối cùng giật đứt sợi dây trói cho con trai xong rồi lập tức nhảy vọt về phía vua Khang Hy. Quy nhị nương hiểu ngay chỗ dụng ý của chồng, một là nhân lúc lâm tử, lão liều mình ra hại vị hoàng đế thát đát hai là để con nhân lúc hỗn loạn có thể chạy trốn được chăng? Tay chân đều bị trói, không sao dễ dụa cho đứt được, lại cố gắng nhất tề nhảy tới xung kích nhà vua, nhưng đã sức cùng lực kiệt, khác nào ngọn đèn hết dầu. Hai người còn đang lơ lửng trên không, miệng hộp máu tươi ồm ộp, không còn chống đỡ được nữa phải té huyệt xuống đất. Dù bọn thị vệ không chạy lại đâm chém thì hai người cũng đã chết rồi. Vua Khang Hy sau một phen kinh hồn, vừa bình tĩnh trở lại, ngài trao mày thúc giục, kéo bọn chúng ra đi, kéo bọn chúng ra đi. Bọn thị vệ giả ran, toàn lôi hai xác chết ra ngoài thì đột nhiên ngoài cửa điện có bóng người thấp thoáng. Một hán tử thân pháp cực kỳ thần tốc nhảy vọt vào ôm lấy thi thể vợ chồng quy tân thụ, lớn tiếng hô hoán, ra ra, má má, người này chính là quy trung, mấy tên thị vệ vung binh khí chém, tới tấp, quy trung không biết né tránh, bao nhiêu nhát dao kiếm đều đâm chúng vào người gã miệng gã không ngớt la, má má ơi, má má không đi theo thì Hải Nhi biết thế nào. Hải Nhi không nhận ra đường lối, gã hò luôn hai tiếng rối ngẹo đầu mà chết. Nguyên quy chung từ ngày lọt lòng mẹ suốt đời không rời mẫu thân nửa bước. Bất cứ việc gì cũng do mẫu thân an bài lo liệu. Bây giờ gã rời khỏi song thân, chân tay luống cuống chẳng biết cử động thế nào. Tuy gã đã trốn khỏi dưỡng tâm điện, nhưng sau phải chạy trở lại để nương tựa vào bên mình song thân lại nghe tiếng bước chân trầm trọng từ ngoài điện đi vào. Đây là thị vệ tổng quản Đa Long hốt hoảng chạy tới báo cáo. Lão vừa vào điện liền quỳ xuống tâu, tâu hoàng thượng, bon thích khách trong cung, toàn bộ, toàn bộ đã bị thanh toán lão thấy máu đổ đầy mặt đất, trong lòng kinh hãi, dập đầu tâu, thích khách làm kinh động thánh giá, nô tài, tội đáng muôn chết, nhà vua vừa bị vi tiểu bảo ôm lấy lăn đi coi rất thảm hại, mất cả vẻ tôn nghiêm nhưng ngài nghĩ đến vi tiểu bảo quả một lòng một dạ trung quân không còn nghi ngờ gì nữa liền nhìn đa long nói bên ngoài còn có người muốn hành thích tiểu quế tử ngươi phải chiếu cố cho y một cách thận trọng không được rời y nửa bước nhất là đừng để y ra khỏi hoàng cung sáng sớm mai các ngươi phải chờ đợi hệ thấy ta có dụ tuyên triệu là phải đến ngay đa long vội tông giả dạ, giả dạ, nô tài xin tận tâm tận lực bảo vệ cho vi đô thống được an toàn vì tiểu bảo trong lòng nóng nảy nghĩ thầm đêm nay hoàng thượng nổ xung oanh kích thiên địa hội ngài sợ ta báo tin ra ngoài nên dặn đa long canh dự ta biết làm thế nào vua khang hy ra tới cửa điện lại nghĩ thầm tiểu quế tử xảo quyệt vô cùng còn đa long thành thực thô lỗ không phải là đối thủ của gã ngài liền quay lại dặn người phải phái người theo sát tiểu quế tử đừng để y nói chuyện với ai và cũng đừng cho y đưa mắt một thứ gì ra khỏi hoàng cung nói tóm lại bữa nay thật là nguy hiểm, người cứ coi y như một tên khâm phạm mới được. Đa Long đáp giả giả, hoàng thượng đối với kẻ thần hạ thật châu đáo không để sơ hở chút nào. Hồi 209, hỏa siêu đấu trường để giấu đưa tin. Đa Long cho là hoàng thượng quá thương vi tiểu bảo không dành cho thích khách một cơ hội nào ra hại được ngã. Vì tiểu bảo cũng dập đầu tông, nô tài dù tan xương nát thịt cũng không đủ báo đáp ơn đức của hoàng thượng trong muôn một. Gã biết rõ sở dĩ hoàng thượng dặn dò đa long như vậy là muốn giữ thể diện cho gã sau này còn có chỗ dùng tới gã. Nhà vua mỉm cười phán, ngươi lại thắng ta một bàn nữa. Bắt đầu từ sáng mai chúng ta lại khởi cuộc đánh bạc. Ngươi nên nhớ cái chén cơm bằng vàng phải giữ cho chắc, đừng để rớt bề. Dứt lời ngài ra khỏi điện, nhà vua nói hai câu sau dĩ nhiên chỉ có một mình vi tiểu bào hiểu rõ. Vừa rồi gã ôm vua cứu giá và được nhà vua coi là một công lớn. Đêm nay ngài hạ sát xong bọn Trần Cận Nam là gã không còn dính líu gì đến thiên địa hội nữa và lại được hoàng đế trọng dụng như trước. Trên cái chén cơm bằng vàng kia có khắc bốn chữ, gia quan tiến tước. Thế là hoàng thượng đã tha tội khi quân mà còn hứa hẹn sẽ thăng quan cho gã là đằng khác. Nhưng vì tiểu bảo nghĩ tới đêm nay sư phụ cùng anh em thiên địa hội lâm vào thảm trạng máu rơi thịt nát tan tành mà gã được gia quan tiến tước, lòng càng ấy náy vô cùng miệng gã lẩm bẩm làm người mà không biết điều nghĩa khí thì là giống rùa đen hay quân chó đẻ. Đà lòng thấy vi tiểu bảo mặt buồn rười rượi, liền vỗ vai gã vừa cười vừa tìm lời an ủi. Lão nói, vi huynh đệ, hoàng thượng sủng ái như vậy quả là huynh đệ đã khéo tu từ mấy kiếp trước nên nay mới được hưởng phước khí. Trong chiều bất luận nhân vật cao cấp nào, từ thân vương quốc thích đến tướng quân đại thần, hoàng thượng chưa bao giờ phái ngự tiền thị vệ bảo hộ cho ai cũng bảo vi đô thống chưa đầy 20 tuổi mà đã có thể được phong tước công, tước vương. Huỳnh đệ bất tất phải lo ngại điều chi, chỉ cần ở luôn trong cung đừng ra ngoài một bước thì phản tặc có thiên binh vạn mã cũng không đụng được đến một sợi lông chân của huynh đệ. Vì tiểu bảo nhăn nhó đáp chúng ta là phận nô tài chẳng cần phải suy nghĩ chi hết, chỉ tận tâm kiệt lực báo đáp hoàng ân là đủ gã thấy mấy chục tên thị vệ đứng vây quanh mình liền nghĩ tới vụ báo tin cho anh em thiên địa hội thực khó khăn vô cùng bất giác gã lẩm bẩm hoàng thân quốc tích tướng quân đại thần gì gì lão gia cũng không muốn làm chẳng thà tiểu hoàng đế đá đít lão gia một cái và quát bảo cút con mẹ nó đi quân chó đẻ này từ đây đừng hòng thấy mặt ta nữa còn hay hơn chứ bảo vệ kiểu này thì chẳng khác gì nắm giữ tính mạng của lão gia trong tay đa long hỏi vì huynh đệ hoàng thượng dặn lão huynh đệ đừng có tự ý đi bừa bãi bây giờ huynh đệ muốn về chỗ ở trước nghỉ ngơi hay là đến chơi phòng thị vệ anh em ở đó đều muốn bồi tiếp huynh đệ một canh bạc được chăng lão biết tính vi tiểu bảo thích đánh bạc gieo xúc sắc hay đánh bài cầu là những môn sở trường của gã vì tiểu bảo chợt động tâm cơ liền đáp thái hậu dặn tiểu đệ phải làm ngay một việc khẩn yếu không thể chậm trễ được mời đa đại ca cùng đi với tiểu đệ Đà Long ra chiều khó nghĩ nói, Thái Hậu đã giao phó công việc thì dĩ nhiên chúng ta phải lập tức thi hành. Nhưng Hoàng thượng đã ra nghiêm chỉ bảo vi huynh đệ không được ra khỏi Hoàng cung. Vì tiểu bảo cười đáp, đây là việc làm ngay ở trong cung, đa đại ca bất tất phải quan tâm, đa lòng vững giả cười nói, chỉ cần vi huynh đệ đừng ra ngoài hoàng cung, còn thì tha hồ muốn làm gì cũng được, có thể nói là bách vô cấm kỳ. Vì tiểu bảo liền sai bọn thị vệ khiêng cỗ loan kiệu của Thái Phi ra hòa siêu trường ở phía tây cửa thần võ. Gã còn dặn ai mà mở dần cửa là ta chém đầu lập tức. Đây là chỉ dụ khẩn của Thái Hậu. Vũ thích khác tập kích loan kiệu của Thái Phi. Đa Long cùng bọn thị vệ đều biết hết. Tuy họ không hiểu rõ chân tướng nội vụ nhưng đều cho là một việc bí ẩn của Thái Hậu. Trong lòng vẫn hồi hộp không yên. Bây giờ nghe vi tiểu bảo nói khiêng kiệu ra hòa siêu trường để đốt đi, tức là chút bỏ được một mầm họa lớn. Ai cũng cảm thấy tựa hồ chút bỏ khối đá nặng đeo ở trong lòng. Đà Long liền đi theo vi tiểu bảo áp giải cổ kiệu ra hòa siêu trường. Dọc đường, máu từ trong kiệu vẫn còn nhỏ giọt. Đến hòa siêu trường, đoàn thị vệ hạ kiệu xuống. Chúng xếp củi bốn mặt kiệu rồi phóng hỏa. Bọn Đà Long biết trong kiệu có xác chết liền đoán là thái hậu bí mật sử tư. Một vị phi tần nào đó, việc này xảy ra rất thông thường trong cung, nên không ai dám hỏi nhiều. Vì tiểu bảo lượm một cành cây, lại lấy một cục than vẽ hình con sẻ vào. Hai tay gã cầm cành cây nhìn cỗ kiệu lâm dâm khấn vái, cao tôn giả, mụ điếm giả, hai vị ở trên đời không lấy được nhau thì xuống âm cung mà làm vợ chồng hàng ngàn hàng vạn năm. Hung thủ hạ sát hai vị là ba người nhà họ quy thì họ cùng chết cả rồi. Hai vị đi trước một bước, bọn kia theo gót tới ngại ị giả thì các vị gặp nhau ở trên cầu hay vọng hương đài thì cứ việc quấn quýt nhau đi. Bọn đa lòng thấy vi tiểu bảo máy môi đều đoán là gã cầu chúc cho âm hồn người quá cố được chóng siêu sinh tĩnh độ. Mọi người lại thấy gã lượm đá xếp thành một đống nhỏ rồi cầm cành cây cắm vào, tựa hồ như một nén hương, chẳng ai hiểu đây là ký hiệu gã vẫn dùng để đưa tin tức cho đào hồng anh. Cỗ kiệu và xác chết cháy thành than rồi, vì tiểu bảo liền về chỗ ở của gã ngày trước nơi đây đã được bọn thái giám hầu hạ gã đến quét tước sạch sẽ và đem rượu cùng đồ điểm tâm vào vì tiểu bảo thưởng tiền cho bọn này rồi cùng đa long và bọn thị vệ ăn uống vì tiểu bảo nhìn đa long nói đa đại ca các vị hãy ngồi chơi thong thả tiểu đệ hôm qua phục vụ bên mình hoàng thượng suốt đêm thực tình bây giờ mệt lắm rồi đa long đáp vì huynh đệ bất tất phải khách sáo cứ việc tùy tiện đi ngủ cho lại sức ca ca bảo giá cho huynh đệ vi tiểu bảo nói, cả ngàn vạn lần tiểu đệ không dám lãnh thụ lời nói của đại ca rồi gà hỏi, đa đại ca, đại ca muốn được hoàng thượng thưởng thứ gì cứ nói ra tiểu đệ xin ghi vào lòng hễ gặp lúc hoàng thượng cao hứng tiểu đệ sẽ thỉnh cầu giúp cho 10 phần chắc đến 8 có thể sẽ thành công. Đa lòng cả mừng đáp vì huynh đệ vui lòng thỉnh cầu hoàng thượng cho thì khi nào lại chẳng thành công vì tiểu bảo nói việc của đa đại ca cũng như là việc của đệ có lý nào lại không gắng sức hết lòng đa long cười nói tiểu huynh làm đương sai trong kinh đã lâu ngày thấy thường qua rồi muốn ra ngoài tỉnh cho biết mùi vì tiểu bảo vỗ đùi đánh đét một cái vừa cười vừa đáp đại ca nói đúng lắm mình phục vụ trong kinh trên đầu còn không biết bao nhiêu vương công đại thần thì làm sao mà oai phong lẫm liệt được cứ ra khỏi kinh thành là tha hồ tự do thỏa thích chẳng phải e rè điều chi nữa mình chỉ cần đưa ra mấy lạng bạc là khẽ ho một tiếng đã có bao nhiêu người khúm núm hầu hạ muốn làm trời làm đất gì cũng được hai người trông nhau cả cười vì tiểu bảo về phòng mình rồi ngồi phệt xuống sườn nghĩ bụng đà lòng đã được chỉ ý của hoàng thượng truyền cho phải coi sóc ta vậy ta muốn ra ngoài đưa tin cho sư phụ thật khó khăn vô cùng ta đành chờ đào cô tới đây nhờ cô cô đưa tin là tiện nhất nhưng chỉ sợ cô cô đến chậm quá, giả ti, nửa đêm cô cô mới tới đây thì đại pháo đã oanh kích rồi, biết làm thế nào. Gã ngồi xuất thần ngẫm nghĩ, miệng lẩm bẩm bây giờ đành phải phái thị vệ dùng cách rút mây động rừng. Gã quyết định chủ ý rồi, nhắm mắt ngủ đi hồi lâu. Lúc gã tỉnh dậy thì mặt trời đã xế về Tây. Gã ra khỏi phòng nhìn Đa Long hỏi, Đa đại ca, đại ca có biết bọn phản tặc định hạ thủ tiểu đệ lai lịch thế nào không? đa long đáp cái đó thì tiểu huynh không thể biết được vì tiểu bảo nói một toán người là thiên địa hội một là bọn người ở mộc vương phu đa long thè lưỡi ra nói hai bọn phản tặc này lợi hại phi thường trách nào hoàng đế chẳng quan tâm như vậy vì tiểu bảo nói tiểu đệ nghĩ rằng mình lẫn tránh trong công một vài ngày thì chưa được chứ chẳng thể lẫn tránh suốt đời bữa nay tuy có đại ca bảo vệ nhưng không trừ tiệt bọn phản tặc thì mối hậu hoa còn ngấp nghé chẳng biết bao giờ cho hết. Đa Long đáp Đức Hoàng Thượng đã bảo sáng mai ngài tuyên triệu vào ít giá, tất là ngài sẽ có mưu kế tuyệt diệu. Vì huynh đệ bất tất phải lo lắng, vì tiểu bảo nói, dạ dạ, chẳng giấu gì đại ca, trong nhà tiểu đệ có mấy cô chiêu nguyệt thẹn hoa nhường. Tiểu đệ rất thương yêu chúng, đêm nay bọn phản tặc đến hành thích, bọn chúng không ra hại được tiểu đệ, nhưng chắc chúng sẽ giết hết mấy cô chiêu kia thì thật là đáng tiếc và đáng hận. Đa Long mỉm cười gật đầu mấy cái, lão nghĩ tới cái ngày trước vi tiểu bảo đã nhờ lão làm oai làm phước để hành hạ trịnh khắc sàng chỉ vì một tiểu mỹ nhân. Gã này tuy nhỏ tuổi nhưng quen tính phong lưu hiếu sắc. Trong nhà gã nhất định đã thu nạp khá nhiều cơ thiếp xinh đẹp. Lão nghĩ vậy liền đáp cái đó dễ lắm, tiểu huynh phái người đến canh gác phủ đệ của vi huynh đệ là yên vì tiểu bảo cả mừng chắp tay tạ ơn nói trong những cô chiêu ở tệ phủ tiểu đệ thương yêu nhất là là ba ả à, một a tên gọi song nhi một gã tên gọi tăng nhu còn một gã tên gọi kiếm bình gã không dám nói rõ mộc kiếm bình vì họ mộc có thể khiến lão sinh lòng ngờ vực gã dừng lại một chút rồi tiếp ba ả à này xinh đẹp lắm tiểu đệ chẳng yên tâm chút nào Vậy nhờ huynh phái người đến bảo vệ và đưa tin cho họ biết đêm nay có bọn thiên địa hội cùng mộc gia đến hành thích vậy họ phải trốn thật lẻ. Hay hơn hết là đại ca phái nhiều người đến canh gác. Hễ thấy bọn thích khách vào thì tóm cổ con bà nó ca, lũ đi. Người anh em nào xuất lực nhiều nhất sẽ được trọng thưởng xứng đáng. Đa lòng vỗ ngực cười đáp vụ này dễ lắm, đã đến phục vụ tại vi bá tước phủ thì còn tên nào là không hết sức lão liền sai tên lãnh đội thị đi phái người đến canh gác. Bọn thị vệ đều biết Vi Tiểu Bảo là tay hào phóng. Ngày thường chẳng có việc gì gã cũng thường tiền hàng bảy tám trăm hay một ngàn bạc như không. Lần này chúng đi bảo vệ bọn cơ thiếp dùng ái của gã thì nhất định phần thường càng trọng hầu. Những tên được phái đi đều hân hoan vâng lệnh, kẻ nào không được sai phái đều thở dài sơn sượt, tự than mình vận khí hầm hiu. Vì tiểu bảo đã hơi yên giả gã tính thầm, bọn song nhi nghe lời báo tin của thị vệ, lại thấy trong cung phái người đến canh gác, tất hiểu rõ là để chóc nã bọn thích khách người thiên địa hội và mộc vương phù. Dĩ nhiên họ sẽ thông tin cho sư phụ ta và anh em trốn tránh. Bất giác gã lầm bẩm nếu sư phụ và anh em trốn tránh rồi, nhưng còn song nhi, tăng cô nương, tiểu quận chúa ba người đó bị đại pháo bắn chết cũng là hỏng bét. Có điều một đội ngự tiền thị vệ vẫn ở trong nhà ta thì những tay pháo thủ ở ngoài nhất định không khai hòa một cách bừa bãi. Sau gã tự hỏi nếu hoàng đế ra nghiêm lệnh cho bọn pháo thủ, tất cả chẳng e dè gì nữa, cứ đúng giờ phát xạ thì làm thế nào? Vì tiểu bảo tiếp tục theo đuổi ý nghĩ tiểu quận chúa và tăng ngưu có phải chết cũng đành, nhưng song nhi đối với ta tình thâm nghĩa trọng, quyết chẳng thể để uổng mạng. Nhưng nếu ta bảo thi vệ đón song nhi ra ngoài thì còn ai báo tin cho sư phụ cùng anh em thiên địa hội cái đó mới dày già ta chỉ cứu một mình song nhi mà không giải cứu sư phụ và các anh em là mình trọng sắc khinh bạn thành quân chó đẻ loại rùa đen chứ không phải giống người gã ở trong phòng bước vòng quanh suy nghĩ cực khổ mà không tìm được diệu kế gì sau hơn nửa giờ tên lãnh đội thị vệ dẫn nhân thủ đến bá tước phủ trở về báo, bọn thuộc hạ chưa tới gần bá tước phủ liền bị đội quân ở tiền phong doanh cản lại. Người lãnh đội tiền phong cho tin ra là họ vâng chỉ của Đức Hoàng thượng tới bảo vệ bá tước phủ, không phiền đến các vị thị vệ đại nhân. Bọn nô tài muốn tiến vào phủ tìm nội quyến, đội tiền phong doanh cũng nhất định cản trở không cho họ còn bảo Đức Hoàng thượng đã an bài đâu ra đấy hắn dừng lại một chút rồi tiếp về sau chính lãnh đội tiền phong doanh đứng ra cản trở bọn nô tài không làm sao được đành phải trở về bẩm báo vì tiểu bảo nghe nói chống ngực đánh hơn chống làng vẻ bồn chồn lộ ra ngoài mặt đa lòng an ủi gã vì huynh đệ hoàng thượng đã đối xử với huynh đệ thật là chu đáo ngài đã phái đội tiền phong doanh đến bảo vệ các tiểu mỹ nhân cho huynh đệ rồi hà tất phải lo ông ha ha vì tiểu bảo đành bật cười mấy tiếng khô khan để đáp lại. Nhưng gã nghĩ thầm trong bụng, tiểu hoàng đế ngồi trong cái gì đó có thể quyết đoán ra ngoài ngàn dặm. Phen này sư phụ cùng anh em ta bị đại họa tới nơi rồi. Nhất định bọn tiền phong doanh đã vâng nghiêm chỉ của nhà vua đến canh gác khắp nơi trong bá tước phu. Của tả trung thấy hạng bách tính tầm thường mới cho vào để đêm nay bắn chết. Còn hạng văn võ quan viên nhất thiết đều bị chặn lại. Vì tiểu bảo lại nghĩ tiếc một mình đa long ở đây dù ta không đánh nổi y, nhưng đột nhiên phóng môn ám khí, hàm xa xạ ảnh, thì kết quả tính mệnh y chẳng khó khăn gì. Nhưng còn bao nhiêu thị vệ, làm thế nào mà giết hết bọn chúng được? Đáng tiếc là gói mông hãn dược ta đã dùng hết khi vào trang gia rồi. Gã ngó mặt trời mỗi lúc một thấp, ruột gan bối rối hồi hộp chẳng khác gì kiến bò trên nồi giang. Toàn thân gã nóng như thiêu như đốt mà chẳng nghĩ ra được quyết định nào một giờ nữa trôi qua, nhật quang tối dần lại. vì tiểu bảo mở cửa sổ nhìn ra ngoài thấy bảy tám tên thị vệ bước lui rồi lại bước tới, canh giữ cực kỳ nghiêm mật. gã nhìn ngang nhìn ngửa vẫn chẳng thấy bóng vía đào hồng anh đâu. bất giác buông tiếng thở dài ngồi thừ xuống cạnh giường, miệng lẩm bẩm chỉ sợ lúc này đã có nhiều bằng hữu trà trộn vào bá tước phủ rồi. mình chậm một khắc là anh em lên đường tiến về âm phủ dần một bước. bỗng gã ngó thấy trong góc nhà có lu nước lớn lu nước này đặt ở đây từ hồi còn hải đại phú. Ngày đó gã nhờ có lu nước mà giết được thủy đống. Gã chợt động tâm cơ, tự nhủ sao ta không gạt đa long tiến vào phòng phòng âm khí giết rồi phóng hỏa lên. Đa đại ca đối với ta rất tử tế, nếu không có chuyện gì thì chẳng khi nào ta hại mạng y bây giờ ta đối với y thế này quả có điều tội lỗi. Nhưng tánh mạng sư phụ và hàng trăm anh em ta dĩ nhiên là phải coi trọng hơn tính mạng một mình y. Gã suy nghĩ hồi lâu quyết định chú ý rồi liền quẹt lửa thắp đèn lên và tính thầm trong bụng. Màn mùng là một vật bắt lửa nhanh nhất. Sau khi hạ sát đa long, ta phải châm lửa đốt mùng Giữa lúc ấy bỗng nghe tiếng đa long ở phòng ngoài la gọi. Vì huynh đệ, cơm rượu đã dọn rồi. Mời huynh đệ ra ăn uống vì tiểu bảo đáp. Anh em mình ăn cơm trong phòng khách. Đa long đáp. Thế cũng hay rồi lão bảo thái giám đưa cơm rượu vào phòng. Tên thái giám này mới 15 tuổi. Hắn bưng mâm vào phòng nhìn Vi tiểu bảo ngỏ lời vãn an rồi mở lồng bàn bày cơm rượu ra. Vi tiểu bảo trong đầu óc chợt lóe lên một tia sáng. Hắn chợt nghĩ ra điều gì, liền nói: "Ông bạn đừng ra ngoài nữa, ở trong này uống rượu với ta." Tên tiểu thái giám mừng rỡ khôn xiết, y đã biết Vi bá tước trước kia đứng đầu phòng ngự thiện, đối với người dưới rất tốt lại đầy lòng nhân từ khoan hậu. Bây giờ y được ngồi bồi rượu là một điều sung sướng y hí hưởng lại so đũa bầy chén. Đa Long đã theo vào phòng, lão cười nói, vì huynh đệ, huynh đệ không còn làm đương sai ở trong cung mà hoàng thượng vẫn không triệt bỏ căn nhà này là ngài thương mến huynh đệ lắm đấy. Ca, những bậc hoàng thân quốc thích cũng không được ngài yêu đãi đến như vậy. Vì tiểu bảo cười đáp, hoàng thượng yêu đãi hay không, tiểu đệ cũng chẳng biết. Có điều hàng ngày ngài bận trăm công ngàn việc quốc gia đại sự thì còn hơi đâu mà để ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Gã dừng lại rồi tiếp, nói bằng sự thực thì tiểu đệ có ở chỗ này cũng chẳng hợp lệ chút nào, hồi 210, cùng công chúa trốn khỏi hoàng cung. Đa Long cười đá, người khác chẳng hợp thức thì không được còn vi huynh thì tha hồ. Lão biết tổng quản thái giám ở trong cung muốn lấy lòng vi tiểu bảo, không để ai ra vào gian phòng này. Trong cung thiếu gì phòng ở, gian phòng của hải đại phú đây chẳng có chi tốt đẹp. Tên thái giám của phòng ngự thiện dĩ nhiên có chỗ ở khác vì tiểu bảo cười nói đại ca không nhắc tới thì tiểu đệ cơ hồ quên b 1 phần 2 nanogram sáng mai nên thông chi cho tổng quản thái giám dọn dẹp căn phòng này đi chúng ta la ngoại thần lại ở trong cung đề ngự sử đại nhân phát hiện ra lão làm bản tấu lên hoàng thượng thi nguy đấy chứ không phải chuyện đùa đa long đáp vì huynh đệ được hoàng thượng rất thương mến thì còn ai làm gì được nữa vì tiểu bảo nói mời đại ca hãy ngồi xuống đây Gian phòng này chẳng có vẻ tốt đẹp, nhưng tiểu đệ đã ở đây lâu ngày quen mất rồi. Cảm thấy ấm cúng hơn cả phủ bá tước ở bên ngoài. Gã từ từ tiến lại phía sau đa long rút dao chùy thúy ra cầm tay rồi cười nói. Tám món ăn này đều là những thức tiểu đệ rất ưa dùng. Bọn chủ phòng vẫn nhớ nên nay họ lại sắp cho tiểu đệ ăn. Đại ca thử nếm món giải phấn sư từ đầu này xem thế nào. Đa long đáp món ăn mà vi huynh đệ đã ưa dùng thì nhất định là lão chưa nói dứt lời đột nhiên trái tim đau nhói rồi gục xuống bàn không cử động nữa. Nguyên vi tiểu bảo đã cầm trùy thủ nhằm trúng hậu tâm lão đâm sâu vào. Lưỡi dao xuyên thấu tâm tạng, lão chết ngay lập tức ma không kịp rú lên một tiếng. Nhát dao sát nhân này không một tiếng động nên tên thái giám tuyệt không hay biết, gã vẫn tiếp tục rót rượu vào chung. Vì tiểu bảo lại quanh ra phía sau hắn, nhẹ nhàng phóng dao trùy thủ đâm chết. Vì tiểu bảo giết hai người xong lập tức xoay mình cài then đóng cửa lại. Gã động thủ rất mau cởi bỏ quần áo giày mũ ra, chỉ để lại một cái quần xà lòn và tấm bảo y hộ thân. Gã lại cởi áo mũ của tiểu thái giám mặc vào cho mình. Còn quần áo của mình gã đem mặc cho tiểu thái giám. Hai người thân thế tưởng tự như nhau nên quần áo rất vừa vặn. Vì tiểu bảo lại ôm thi thể thái giám đặt lên ghế ngồi. Đoạn gã cầm chùy thủ rạch nát mặt hắn, để không ai nhìn rõ ngũ quan được nữa. Vì tiểu bảo vừa động thủ vừa lầm bầm, đa đại ca, bữa nay tiểu đệ giết đại ca, thực trong lòng hối hận vô cùng. Còn may ở chỗ đằng nào đại ca cũng chết. Đêm nay tiểu đệ trốn đi, sáng mai hoàng thượng nhất định sẽ chém đầu đại ca, thế là đại ca chỉ chết sớm mất nửa ngày, chẳng lỗ gì mấy. Huống chi tiểu đệ giết đại ca, tức là đại ca chết về công vung, chỉ thiệt mạng có một mình nếu để hoàng thượng chặt đầu thì bao nhiêu gia sản đại ca đều bị liên lụy sao bằng chết sớm nửa ngày đổi lấy tiền phủ tuất cho gia đình nếu đem bàn toán ra mà tính thì tiểu đệ làm như vậy tức là đã giao rất nhiều tiện nghi cho đại ca rồi đó miệng gã nói như vậy trong lòng cảm thấy mình giúp đỡ cho đa long rất nhiều nên chẳng ân hận gì nữa gã lại nhìn thi thể tiểu thái giám tự nhủ vị tiểu huynh đệ này mình mặc áo choàng màu vàng trông giống ta gớm chính ta tiểu huynh đệ có đi đầu thai 10 kiếp nữa cũng chưa được khoác áo choàng màu vàng, đầu đội mũ bá tước đại nhân. Nguyên mấy viên hồng ngọc bảo thạch quý giá kia đã đủ cho huynh đài xài bảy tám đời không hết. Ha ha, thế là huynh đệ được một phen thăng quan phát tài rồi, hưởng thụ phúc phần nhiều lắm. Gã dừng lại một chút rồi lầm bẩm vì tiểu bảo này ngày trước mạo xưng tiểu quế tử rồi tiền trình viễn đại được ra phong quan lớn, bữa nay tiểu huynh mạo xưng vi tiểu bảo mai sau tiền trình có tiến triển hay không là tùy ở bản lãnh của huynh đệ đó gã lại tự suy nghĩ ngày trước ta mạo xưng tiểu thái giám thì bữa nay một tiểu thái giám khác mạo xưng mình thế là có vay có trả thanh toán xong xuôi chẳng còn nợ nần gì nữa gã chợt nhớ tới nhà vua liền lẩm bẩm tiểu huyền tử hỡi tiểu huyền tử ta đối với bạn vẫn một lòng thủy chung chẳng có điều chi phải hổ thẹn gã cảm thấy yên tâm liền vuốt quần áo lại cho ngay ngắn và nhận ra không còn chỗ nào sơ hở, liền lớn tiếng hô, tiểu ca nhi, ngươi ra đi, trong này không cần ngươi phải hầu trầu nữa. Đây ta thưởng cho ngươi năm lạng bạc để ngươi mua lấy bánh kẹo mà ăn. Đoạn gã cất giọng hàm hồ nói, đa tạ bá tước đại nhân, vì tiểu bảo lớn tiếng hơn, ta cùng đa tổng quản uống rượu trong này, nói chuyện tâm sự, cấm không ai được vào quấy nhiễu. Ở trong cung bọn thái giám chuyên việc hầu hạ hoàng đế, hoàng hậu, phi tần hoàng tử và công chúa nhưng những tên thái giám có chức vụ đặc biệt cũng được bọn tiểu thái giám hầu hạ thể lệ trong công chức này đều như vậy vì tiểu bảo tuy hiện thời không làm thái giám nữa nhưng ngày trước gã cũng là một tên thái giám lừng lẫy oai danh ở trong cung nên gã lấy một thái giám để hầu hạ và thường tiền cho hắn là một chuyện rất tầm thường bọn thị vệ ở ngoài cửa nghe thấy câu chuyện đối thoại vừa qua cũng chẳng ai để ý đến bỗng cửa phòng kẹt mở một tiểu thái giám bưng mâm cơm ra ngoài cúi đầu, xoay tay khép cửa lại. Vì tiểu bảo tay bưng mâm cơm cúi đầu xuống qua khỏi cửa phòng. Bọn thi, vệ đang cùng nhau ăn cơm uống rượu, không ai để ý cả. Vì tiểu bảo mừng thầm trong bụng, bọn cần vệ này ít ra cũng sau một giờ mới phát giác trong phòng có hai người chết. Chúng sẽ cho là vi bá tước cùng đa tổng quản bị thích khách đâm chết và chúng phải một phen khiếp sợ đến té đai vãi phân. Khi Vi Tiểu Bảo bước chân ra cổng lớn thì đột nhiên thấy mấy tên cung nữ cùng thái giám cầm đèn lồng đi trước dẫn đường. Phía sau là một bọn khiêng cỗ kiệu đi tới, tên thái giám đi đầu lớn tiếng hô, đại giá công chúa đến. vì Tiểu Bảo giật mình kinh hãi nghĩ thầm, công chúa sao lại không đến sớm cũng không đến muộn hơn mà lại đến ngay giữa lúc này. Thị vào phòng giòm ngó thấy Vi Tiểu Bảo bị người đâm chết thì trong cung lập tức náo loạn. Ta trốn đi khó khăn vô cùng trong lúc nhất thời gã chân tay luống cuống không biết làm thế nào bỗng thấy cỗ kiệu dừng lại kiến ninh công chúa vừa ở trong kiệu bước ra đã lớn tiếng hỏi tiểu quế tử có ở trong đó không vì tiểu bảo đâm liều đứng trước mặt nàng cúi đầu đáp vì tước ra uống rượu say quá nô tài xin dẫn công chúa vào ánh đèn lồng không soi được tỏ giảng công chúa không nhận ra gã là ai nàng thấy bọn thị vệ ở trong nhà hối hả chạy ra nghênh tiếp bất giác tự hỏi, ở đây làm gì mà đông người thế? Nàng trao mày khoát tay ra lệnh, các ngươi ở cả bên ngoài chờ đợi nàng khoa chân bước vào, vì tiểu bảo cũng theo sau gã vào nhà rồi cài then cửa lại công chúa bảo gã, cả người cũng ra ngoài kia. Vì tiểu bảo đáp giả vi tước ra ở phòng trong công chúa bước lẻ tới đẩy cửa phòng tiến vào thì thấy vi tiểu bảo giả và đa long ngồi gục xuống bàn như người say khướt. Nàng trao mày quát hỏi, ngươi còn chưa ra ư? Vì tiểu bảo cười nhẹ khẽ đáp, nô tài mà ra ngoài sẽ bị đốt như quân đằng giáp. Công chúa giật mình quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn sáng nàng nhìn rõ vì tiểu bảo đứng đằng sau không khỏi vừa kinh ngạc vừa mừng thầm bật tiếng, ô hay, rồi lắp bắp hỏi, ngươi, ngươi làm cho gì thế này? Vì tiểu bảo khẽ đáp, xin công chúa đừng lên tiếng công chúa hết nhìn hắn rồi lại ngó gã vì tiểu bảo ngồi gục xuống bàn khẽ hỏi, ngươi làm cho quỷ gì thế? Vì tiểu bảo kéo nàng vào phòng, đóng chặt cửa lại khẽ đáp đại sự to rồi hoàng thượng muốn giết ta công chúa hỏi hoàng đế ca ca đã giết phò mã sao còn định giết cả ngươi y y mà giết ngươi thì ta quyết liều mạng với y vi tiểu bảo giang hai tay ra ôm choàng lấy công chúa rồi hôn vào má nàng nói chúng ta phải mau trốn ra hoàng cung hoàng thượng biết rõ câu chuyện giữa ta và nàng rồi nên ngài muốn chặt đầu ta công chúa bị gã ôm chặt lại hôn lia lịa toàn thân nàng nhũn ra miệng u hứa, hoàng đế ca ca hạ sát phò mã, ta tưởng sẽ cùng ngươi kết duyên cầm sắc mà sao, sao lại xảy ra chuyện này? Sao hoàng đế ca ca lại biết hết chuyện của chúng ta? Vì tiểu bào hỏi lại, nhất định là nàng sơ ý để lộ chuyện, có đúng thế không? Công chúa đỏ mặt lên đáp, không phải tại ta đâu, chỉ có mấy lần ta hỏi y, bao giờ ngươi trở về? Vì tiểu bảo nói, thế là chết rồi con gì, nhưng cũng không sao, vụ này xảy ra khiến chúng ta nhất định phải thành đôi vợ chồng. Chúng ta phải mau trốn khỏi hoàng cung, công chúa ngần ngừ đáp sáng mai ta lên năn nỉ hoàng đế ca ca, van xin y đừng giết ngươi. Y hạ sát phò mã đã nói với ta lấy làm ân hận. Y còn hứa hẹn sẽ tìm cho ta một vị hảo phò mã khác. Mà y lại rất thương yêu ngươi, nàng nói đây bỗng ngửi thấy mùi máu tanh bốc lên sặc sùa. Nàng đánh hơi mấy cái rồi hỏi, sao? đột nhiên nàng cảm thấy trước ngực cồn cao, nàng ngoẹ ra một tiếng, tay vịn thành ghế rồi mửa thốc mửa tháo ra. Cổ họng nôn nao không ngớt, nàng mửa ra một thứ nước xanh lè, vì tiểu bảo khẽ đấm lưng cho nàng và nhẹ nhàng hỏi, nàng làm sao thế, chắc ăn phải cái gì không tốt rồi, đã thấy nhẹ đi chút nào chưa? Công chúa mửa hai cơn rồi, đột nhiên xoay tay đánh, bốp, một cái vào mặt vi tiểu bảo. Miệng thóa mạ, ta ăn phải của độc ư trăm điều ngang ngửa vì ngươi, trăm điều ngang ngừa vì ngươi, vị công chúa này vốn tính ngang ngược, quật cường, vô lý. Đúng lúc nàng nổi cơn hung dữ, vì tiểu bảo đã hiểu nội tâm nàng, nên chẳng lấy chi làm lạ. Có điều gã chỉ lo thời giờ cấp bách, gã mà trần chờ một khắc la nguy hiểm vô cùng, gã nghĩ tới thời gian những khẩu súng lớn phát xạ sắp đến rồi, rất hoang mang trong giả. Không thể rằng co với công chúa được nữa, gã đáp giả dạ, giả, dạ, đúng rồi trăm điều ngang ngửa vì ta. Công chúa vừa nắm lấy tay vi tiểu bảo vừa quát ngươi phải theo ta ra mắt hoàng đế ca ca, chúng ta lập tức bái đường thành hôn. Vì tiểu bảo rất đỗi bồn chồn năn nỉ, việc bái đường thành hôn nàng hãy trông vào một tạ nhưng bây giờ ra mắt hoàng thượng thì chồng nàng sẽ thành một tên phò mã không đồng. Chúng ta phải mau mau ra khỏi hoàng cung, đó là việc khẩn yếu hơn hết. Công chúa nắm lấy tay gã giật mạnh một cái, gã không nhịn được rú lên một tiếng. Công chúa hỏi, người có cụt đầu cũng không sao, người vốn là tên tiểu quỷ chẳng có đầu óc gì hết. Còn thằng tiểu quế tử con ở trong bụng ta biết tính sao bây giờ. Nói tới đây, nàng bất giác khóc quả lên, vì tiểu bảo giật mình kinh hãi hỏi dồn làm, sao, thằng tiểu quế tử con làm sao. Công chúa vung chân đá trúng bụng vi tiểu bảo đánh, phốc, một cái. Nàng vừa khóc vừa nói, trong bụng ta đã có thằng tiểu quế tử con thối tha của ngươi rồi. Trăm điều ngang ngừa vì ngươi, chúng ta không lập tức nên vợ nên chồng thì cái bụng ta, cái bụng ta mỗi ngày một lớn, ăn làm sao, nói làm sao? Hoàng thượng lại hiểu cả ngô ứng hùng đã thành thái giám. Vụ này không xong rồi, ta, ta còn làm người thế nào được? Vì tiểu bảo sắc mặt lợt lạc, gã chẳng còn hồn vía nào nữa. Giữa lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc lại gặp phải vụ rắc rối này, làm gì gã chẳng bờ vía? Miệng gã lắp bắp chúng ta mà không chạy trốn cho mau ra khỏi hoàng cung thì thằng tiểu quế tử con sẽ mất bố, chúng ta trốn ra ngoài rồi lập tức bái đường thành thân. Nàng sinh hạ thằng tiểu quế tử con thì nó là ngoại sanh của hoàng thượng chớ con gì? Ngược lại hoàng thượng là cửu cữu của nó và là đại cử tử của tạ, chẳng có lý nào hoàng thượng lại giết chết muội phu. Công chúa mồm năm miệng mười hỏi, sao lại vô lý, Ngô ứng hùng là muội phu chính thức của y y cũng chặt đầu thì sao y lại nể ngươi? Vì tiểu bảo đáp, hoàng thượng biết ngô ứng hùng là muội phu giả, còn vì tiểu bảo này la của thật, giả muội phu có thể giết được còn chân muội phu sao lại giết đi? Hảo công chúa, thằng tiểu quế tử con của chúng ta ra đời rồi nó sẽ ôm cổ nàng gọi la má má. Như vậy có phải tốt đẹp không? Gã nói rồi ôm cổ nàng, tốt đẹp cái con khỉ, ta không muốn thằng chó đẻ con kêu ta bằng má má nàng nói thế rồi tay đang nắm tay vi tiểu bảo từ từ buông ra nhõng nhẹo hỏi, lâu này không được thấy mặt, ngươi có nhớ ta không? Nàng vừa nói vừa gieo mình vào lòng vi tiểu bảo, vi tiểu bảo đáp nhớ chứ sao không nhớ, ban ngày nhớ, ban đêm nhớ, chẳng thời khắc nào là ta không nhớ. Ngoài miệng gã nói vậy nhưng trong bụng lại lắng thầm, còn điếm chết đâm kia, mình đang có việc gấp mà thị cứ rằng co thế này biết đến bao giờ mới xong. Gã thấy nàng tình ý triền miên, mặt đỏ như gấc thì biết là nàng đang dạo rực xuân tình. Lúc này gã đang lo sốt vó làm gì còn hứng thú để thân thiện với công chúa mà lại không dám đắc tội với nàng. Gã liền thủ thì vào tai, chúng ta một khi trốn ra khỏi hoàng cung là suốt ngày đêm dính liền nhau như keo sơn, không bao giờ phân ly nữa. Vậy chúng ta đi thôi. Công chúa uốn éo tấm thân mấy cái rồi đáp, không được, đêm nay phải làm vợ chồng. Vì tiểu bảo nói, hay lắm, hay lắm, đêm nay thì đêm nay nhưng phải ra khỏi công rồi sẽ tính công chúa hỏi việc gì mà phải trốn tránh hoàng đế ca ca cưng ta lắm y là sư phụ ngươi và rất thương ngươi sáng mai chúng ta năn nỉ là y vui lòng ngay quyết không nổi nóng hoàng đế ca ca chỉ căm hận ngô tam quế ngươi xin y đem quân đi đánh lão ta cùng đi với ngươi ta lãnh chức binh mã đại nguyên soái còn ngươi làm phó tướng đánh cho ngô tam quế tơi bời hoa lá hoàng đế ca ca sẽ phong cho ngươi làm vương gia. Nàng vừa nói vừa ôm ghi lấy vi tiểu bảo. Vi tiểu bảo đang lúc hoang mang vô cùng, đột nhiên nghe tiếng người gõ vào cửa sổ ba tiếng. Họ dừng chút nữa rồi gõ thêm ba tiếng. Vi tiểu bảo cả mừng hỏi có phải đào cô cô không? Gã khẽ đẩy công chúa ra, chạy lại mở cửa. Bóng đen thấp thoáng, một người tiến vào, chính là đào hồng anh. Hai người đàn bà giáp mặt nhau đều giật mình kinh hãi đào hồng anh khẽ hô công chúa công chúa tức giận hỏi người là ai đến đây làm gì nàng gã ngẫm nghĩ một chút bỗng nổi cơn ghen bụng bảo giả, tên công nữ này đêm khuya đến gõ cửa sổ thì còn việc gì là tử tế nữa nhất định hai người rất thân nhau tuy nàng thấy đào hồng anh đã lớn tuổi nhưng tiểu quế tử gian díu với ca hạng công nữ vừa già vừa sống nhất là lúc lừa dục của nàng dâng bốc lên lại bị người đàn bà kia đến phá quấy hảo sự khiến nàng sóng giận như điên lớn tiếng la chúng bay vì tiểu bảo đã đề phòng trước khi nào để nàng hô hoán cho bọn thị vệ chạy vào công chúa vừa mở miệng gã đã đưa tay ra bịt lấy không cho nàng nói nữa công chúa hết sức dày ruộng rồi xoay tay lạt tát bốp một cái vào mặt vi tiểu bảo vì tiểu bảo trong lúc hoang mang tay mặt nắm cổ công chúa hết sức bóp mạnh gã vừa bóp vừa mắng còn đợi chết đâm này ta phải vặn cổ ngươi cho hết thở công chúa cảm thấy hô hấp gian nan chân tay nàng đập loạn lên, vì tiểu bảo lại vung tay trái đấm vào đầu nàng hai quyền. Đào hồng anh thấy gã lớn mật dám đánh cả công chúa, ban đầu kinh hãi nhưng rồi mụ biết sự náo loạn này đã thành trọng đại liền đưa ngón tay ra điểm huyệt luôn ba cái vào sau lưng công chúa cố phong tỏa huyệt đạo cho nàng. Bây giờ vì tiểu bảo mới buông tay ra khẽ nói, cô cô, đại sự nguy rồi, hoàng đế muốn giết tiểu tử, phải làm sao chạy trốn cho mong. Đào hồng anh đáp bên ngoài rất đông thị vệ. Ta đến đây từ sớm ẩn trong giàn hoa chờ quá nửa giờ mới gặp lúc vắng người chuồn vào đây. Người ra mà coi, ngủ vừa nói vừa lật tấm giấy che cửa lên một chút. Vì tiểu bảo ghé mắt trông ra quả thấy bảy tám tên thị vệ cầm đèn lồng đi lại tuần tiểu. Trong khoảng thời gian chớp ngáng này, gã nghĩ tới vụ cao tôn giả và mau đông châu ngồi kiệu thái ô hy định trốn ra ngoài. Bất giác gã lầm bầm, hai người đó gặp vận suối quẩy, đụng đầu vợ chồng quy tân thụ nên mới uổng mạng bây giờ lão gia học theo kế đó chẳng lẽ ba người nhà họ quy lại mượn xác hoàn hồn chạy đến đánh kiệu công chúa gã nghĩ vậy rồi nhìn công chúa nói công chúa ơi nàng đừng ăn phải giấm chua nữa đây là cô cô ta là em gái của gia gia và là chị gái của má má nàng đừng có nổi nóng mà gây chuyện rắc rối công chúa bị đào hồng anh điểm huyệt tức quá cơ hồ ngất xỉu Bây giờ nàng nghe Vi Tiểu Bảo nói mấy câu này lòng dạ lập tức trở lại hòa bình. Nàng không kịp nghĩ tới em gái của Gia Gia và bà chị của má má sao lại có thể la một người được. Nàng chỉ cần biết mụ này không phải nhân tình của Tiểu Quế Tử là đủ. Bất giác nàng lộ vẻ vui tươi đáp vậy thì buông tha ta đi. Vì Tiểu Bảo muốn làm nàng trong lòng hoan hỉ liền nói người la vợ ta thì phải kêu bà bằng cô cổ công chúa trong lòng rất cao hứng liền hô cô cô đào hồn anh ngơ ngác chẳng hiểu chi hết. Ngụ thấy hai người đánh đấm nhau mà sao bây giờ lại kêu mình bằng cô cô. Vì tiểu bảo lại nói, nàng hãy bảo bọn phu kiệu hãy khiêng kiệu vào phòng rồi đuổi chúng ra đóng cửa lại. Ta cùng nàng vào kiệu ngồi, chúng ta cứ thế mà ra khỏi hoàng cung, khi đó sẽ làm lễ bái đường thành thân ngay. Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp, trong khi bái đường cần một vị trưởng bối đứng ra chứng kiến mới là hợp lệ. Vị trưởng bối là cô cô của chúng ta đấy nàng bảo có được không? Công chúa mừng rỡ mặt đỏ lên đáp, hay lắm, vì tiểu bảo dục vậy chúng ta hành động lẹ lên. Công chúa bích gã thúc dục cấp quá, không chờ được giải khai huyệt đạo đã ra cửa hô, khiêng kiệu vào phòng này. Bọn thái giám và cung nữ đều rất lấy làm kỳ, có điều họ đã biết vị công chúa này trước sau ưa làm chuyện ngược đời. Ngày thường chúng thấy nàng làm những việc hợp đạo lý rất ít mà những việc quái đản thì rất nhiều, nên chẳng dám nói năng gì đồng thanh dạ một tiếng rồi lật đật khiêng kiệu lại không ngờ cửa gian phòng của vi tiểu bảo hẹp quá đâu có được rộng mấy thước như cửa cung từ ninh của thái hậu kiệu công chúa vào lọt thế nào được chỉ có hai cây đòn kiệu đặt vào trong còn thân kiệu vẫn để ngoài cửa không đưa vào được công chúa quát mắng toàn những đồ vô dụng cút mau đi cho khuất mắt ta mấy tên khiêng kiệu phía trước đều lẩm bẩm kiệu lớn mà cửa thì hẹp khiêng thế nào vào được sao thì cũng trách mắng mình rồi chúng chuồn qua khe kiệu ra ngoài vì tiểu bảo đến gần bên công chúa khẽ nói nàng ra lệnh không cho bọn thị vệ tiến vào công chúa liền lớn tiếng tiểu quế tử ngươi phải ở yên trong nhà này không được ra ngoài vì tiểu bảo lên tiếng đáp Dạ hiện giờ không còn sớm nữa xin công chúa điện hạ vào nghỉ đi công chúa vừa quát mắng ta cứ muốn đi chơi thì ngươi giữ được ta chăng vì tiểu bảo lại lớn tiếng trong cung có thích khách làm náo loạn xin công chúa nên cẩn thận là hơn công chúa x một phần hai nano gam dòng, hoàng thượng nuôi biết bao thị vệ, chúng chỉ biết ăn cơm chứ không biết làm việc sao, các ngươi ra hết ngoài kia, không được vào đây, đoàn thị vệ đồng thanh Dạ lên một tiếng rồi lùi ra xa. Vì tiểu bảo chui vào kiệu ngồi gã nhìn công chúa vẫy tay. Công chúa cũng tiến vào ngồi trước mặt gã. Vì tiểu bảo quàng tay trái ôm lấy nàng khẽ dặn đào hồng anh. Xin cô cô đi với tiểu tử ra khỏi hoàng cung gã nghĩ tới võ công mụ rất cao thâm cần được mụ hộ tống nếu bị người khám phá bí mật thì đã có mụ đánh chết dùng